Chơi không quên nhiệm vụ nha mọi người. Chào chị Nguyễn Mai, chào chị Thiên Nguyễn, mấy chị vô nha mấy chị nghe. Ui là trời. Không, em xem mỹ phẩm để cho mấy bạn ở nhà để đủ đơn cho mấy chị đi hàng á. Em chào chị Trinh Tuyết nha. Mấy chị ơi, em chỉ like một tí xíu thôi mấy chị nha, like xíu thôi mọi người tranh thủ vô để em xem một số sản phẩm mỹ phẩm cho mấy chị để ở nhà mấy bạn cái đơn hàng của mấy chị nó đủ đi chơi không mệt hả Thảo? Không, bình thường à. Em là chỉ có cái bệnh nhức đầu, em hết nhức đầu là em khỏe ru à. Em thấy chị Lương Hồng, chào chị Võ Thị Trang nha, chào chị Diễm Dương. À, cái gì nãy thì chơi đang ở khách sạn này nha, đang đi Côn Đảo. À, cái gì chị nhưng mà mấy chị biết sao không, do đơn hàng của mấy chị á, là bây giờ em sẽ cố gắng đi làm sao cho mấy chị đủ đơn. À, mấy chị cố gắng ngang hay là like trễ. Dạ em mới vừa đi ăn về nên em like luôn. Em thấy chị Nga Lê nha. À, mấy chị thấy em, mấy chị chấm bài tương tác lên giùm Thảo nha mấy chị nha. Em không nhìn thấy được bình luận của mấy chị, thông cảm đi, máy em nó hết luôn cái pin luôn rồi. À, em chào chị Trinh Lê nè, đi chơi về chúa đã về đâu, ý là ngày mai em mới về, nhưng mà ở nhà là do mấy bạn làm đơn hàng xong rồi mấy chị. Bây giờ em sẽ like để đủ đơn cho mấy chị để ngày mai mấy bạn ở nhà có đơn để lên hàng ha. Chắc ngày mai em sẽ tranh thủ. À, đẹp lắm em, cảm ơn chị Nga Lê. Có nghĩa là bây giờ em Thảo sẽ tranh thủ like những buổi live sale đặc biệt luôn. Nên chị em nào mà có mặt ở đây em Thảo sẽ sale giá sốc. Do là em không có ở nhà, em không có sản phẩm để like, em sẽ cầm sản phẩm mỹ phẩm lên và em cho mấy chị hưởng giá thiệt là đẹp luôn. Mấy chị chia sẻ mạnh tay giùm em nha mấy chị nha. Còn túi xách là cái túi giống em đúng không? Đây cái túi này đúng không chị? Này nè, cái này em còn hai màu nhưng em chọn màu này tại vì em thích màu vàng. Màu này màu nâu á mấy chị, giá 195, cái này thì em không sale được, cái đó là hàng mới. Ờ, thấy chị Thi Nguyễn nha, nước mát chưa có, nước mát đơn này mới có nè. Nước mát ngày hôm qua là em cho xuống rồi, chú em gửi vô tới rồi. Ngày mai em về, ngày mai mấy bạn sẽ phân nước mát cho mấy chị nghe. Nhưng mà phải có em. Ngày mai em về xong tối em ngồi em làm cho mấy chị cho. Tại vì mấy bạn không có biết cái nước đó của mình em biết à. Không có coi chị Thủy, em like xíu em chạy ra đi ăn kem dừa cái gì ha. Rồi em chào chị Linh Mai. Cái túi này phải không, cái túi này phải không chị? Cái túi này Thảo vẫn còn hai màu, màu một màu là màu xanh, cái viền này nè, cái line này cũng màu xanh luôn. Rồi xong rồi cái này là màu vàng, không phải than, nói chung là than thì có đó, nhưng mà nếu mà ở nhà còn đơn thì không sao, do ở nhà mấy bạn làm xong đơn rồi nên em sẽ like để cho mấy bạn. Với nếu mà trưa mai khoảng 12 giờ á mà em like được em cũng sẽ lên một ít để cho mấy chị đủ đơn, chứ bây giờ nếu mà em cho đi đơn của ngày hôm qua mấy chị sẽ không đơn. Em chưa có về. Cái gì không đi ăn chè, like xong đi liền đợi em xíu. Bây giờ nghe mấy chị ngang ai có mặt ở đây em đem thêm một đống mỹ phẩm nè mấy chị, đi là phải soạn đồ nha mấy chị nha, và một cái sản phẩm đặc biệt. Cái gì một tặng lì xì. Ok chị thấy kêu. Em có đem theo cái serum này cho mấy chị, nhưng mà mấy ngày nay mấy chị thấy rất là nhiều người quảng cáo có sữa rửa mặt, không biết chết tía rồi, sữa rửa mặt để bên phòng bên kia mất tiêu rồi. Để em lấy sữa rửa mặt ra cho mấy chị ha. À, em có cái chai sữa rửa mặt này nè. Cái chai sữa rửa mặt này chắc mấy chị biết đúng không? Hàng này chắc mấy chị biết đúng không? Dành cho da nhạy cảm á mấy chị. Xuyên giữ thần hả? Ok, 5 chai sữa bóp cho chị Nguyễn Hằng nè. Giờ em không có lên đơn cho mấy chị được, cái máy em nó bị đơ mất tiêu rồi. Bây giờ nghe, em tặng cho mấy chị cái sữa rửa mặt này. Cái này á em lấy mẫu về 10 chai. Nhưng mà do á, khi mà em bán sữa rửa mặt á thì cái chai sữa rửa mặt của em á nó có hiệu quả hơn. Cái loại này là hàng nhập mấy chị, không phải là cái hàng của Thảo tìm hiểu. Cái hàng này ở trên thị trường bán rất là nhiều, hàng này là hàng sách tay. Ok, túi sách là cho chị Hồng Cẩm nè, nhớ mua hoài vậy, không biết mua gì hết. Mới hồi chiều mới đi qua giếng mộ của Sáu xong. Bây giờ em tặng cho mấy chị, em chỉ có 10 chai thôi. Nên là em sẽ tặng, em không, bởi bây giờ em không đọc tên. Ok, so bớt cho chị Hằng nè. Bây giờ chị nào đặt so bớt trong cái like này nha, bây giờ sẵn tiện luôn đi, xong cái vụ này đi, em để so bớt đây. Em có đem mẫu chai so bớt đâu mất tiêu rồi, không biết nữa. Trời ơi, em đem hầm mà làm củ kiệu. Ê mấy chị ơi, em sợ em về không kịp á mấy chị. Bây giờ chị nào mua so bóp em sẽ bán với cái giá siêu sốc luôn. Thay vì là 39
Bây giờ em bán cho mấy chị 35.000 để cho mấy chị mua ủng hộ em cho là đủ đơn mấy chị luôn nha. À cảm ơn chị Nguyễn Hương, hôm nay em sale rất sốc mấy chị nha. Tranh thủ cái thời gian đi chơi, em đáng lẽ em không có like đâu, mà bữa nay đơn hàng ở nhà mấy chị mấy bạn làm xong hết trơn rồi, nên là nói là sẽ đem theo hàng, nếu mà trong điều kiện cho phép họ sẽ like những cái, em có đem quần áo nữa nhưng mà thôi em sẽ like cho mấy chị những cái món đồ này trước nha. Cái gì thấy thông báo giật rồi hơi trễ đúng không, thôi em like luôn. Chị nào hôm nay mua so bóp em sẽ để giá 35.000, coi như là mấy chị ủng hộ em, ok chưa. Kem chống nắng là 480, tí em sale cho chị nha. Cảm ơn chị Nga Lê. Dạ ngày mơ em chú về, ngày mơ tối mai mới về tới thành phố Hồ Chí Minh, thì chắc em về tới Vũng Tàu chắc cũng phải dữ dội lắm luôn á. Ok, túi sách cho chị Thu. Ai lấy so bóp lên đơn giùm Thảo, so bóp 35.000, em Thảo sẽ tính tiền cho mấy chị 35.000 trừ hẳn 4.000 luôn. Nên chị nào hôm nay mua về bán cho ok, sale rửa mặt này chắc mấy chị không có gọi là không xa lạ gì nó nữa rồi. Ok chị Hiền Quỳnh, túi sách em đang đeo nha mấy chị, ở trong nó có dây kéo nha, 195, ở ngoài đây là giải giống như vậy bố, nhưng mà bố này là bố họa tiết nha mấy chị ha, không quên công việc. Rồi ok, bây giờ ok sao bớt 35.000 lên mã giúp Thảo. Còn cái chai này em tặng mấy chị 99.000, chắc là em nhập vô trăm mấy không nhớ, cái này là hàng sách tay. Mấy chị chắc biết hàng này đúng không? Ở trên thị trường rất là nhiều, và mấy chị cũng biết là hàng trôi nổi cũng rất là nhiều luôn. Mà tại vì cái sữa rửa mặt của nhà Thảo á, là nó đã đáp ứng cái yêu cầu của Thảo rồi, nên là bây giờ Thảo không muốn bán hai loại. Bán nhiều quá nó sẽ bị rối mấy chị ha. Xếp đùi 95 hả? Ok cảm ơn chị Quỳnh Như. Ok và lên 10 chai soap bóp nha. Mua khô ở đó ngon lắm. Trời ơi, quỷ hà, không quên nhiệm vụ. Rồi mấy chị lên giùm em soap bóp 35. Còn cái chai sữa rửa mặt này mấy chị ghi giùm Thảo đúng mã nha, sữa rửa mặt 99.000 giùm Thảo. Bây giờ em không có lên đơn được, ông Hào ông không có nhập mật khẩu gì cho em hết trơn á. Ủa chết ra rồi, em nhập được rồi sao nè. Soap bóp là cho nhạn nè, ok ha. Chưa không biết nó cho không nữa. Soap bóp cho nhạn nè, soap bóp cho Linh nè, ok. Soap bóp chị Yến Ngọc, soap bóp chị Khang rồi, ok nhận đơn rồi. Ok chị Huyền Quỳnh là túi 195 nghe, chị Thẩm Thu túi 195. Chống nắng đợi xíu mấy chị nha. Em nói rồi hôm nay sẽ sale rất là đặc biệt cho mấy chị mà. Rồi soap bóp cho nhạn, sữa rửa mặt 99 cho chị Kim Hạnh, soap bóp cho chị Huệ, cho chị Hằng Moon sữa rửa mặt nha. Ok chị Trinh Tiết nha. Rồi chị Sâm Hậu Nguyễn soap bóp sữa rửa mặt 99 cho chị Thu nè. Ở Côn Đảo em đi từ đâu? Em từ Vũng Tàu ra chị. Dạ chị Huệ nè, ok chị Yến Trần luôn nha, sữa rửa mặt này là 99.000. Rồi sau bóp hai chai với sinh hoạt chị Văn nè, cho chị Trinh Nguyên nè. Rồi chị Anh Khoa La Quỳnh, ok chị em có 10 chai thôi nha mấy chị. Chị Phúc Ngân túi sách cho chị Trần Bảo, cho chị Liên Nguyễn sau bóp cho chị Phúc Ngân. Sữa rửa mặt chắc hết rồi quá nha, tại vì có 10 chai lúc đó là không nhập, giờ là em nhập hàng mẫu thôi chứ không phải là em nhập bán. Mấy chị thấy lâu rất là lâu em có lên này, ok chị Mỹ Xuân, ok chị Lê Trúc. 10 chai sao bóp là tiết kiệm được 40.000 rồi, trong khi sản phẩm này là sản phẩm bán lâu dài của Thảo, không có điên khùng gì đi sale đâu. Nghiêng nay là ngày rất là đặc biệt mới sale đó mấy chị nghe, không biết nó có nhận đơn không ta, nó in phiếu không được nhưng mà nó có nhận đơn không ta. Rồi sao bóp cho chị Mỹ Xuân có rồi phải không ta. Rồi ok chưa, giờ em sale thêm một cái mặt hàng nữa mà mấy chị không lên đơn em giận mấy chị chết luôn, đó là Saffron. Từ nay hai bộ đồ chơi, 20 bộ đồ chơi hả chị Linh Triều, hay hai bộ vậy chị Linh Triều ơi, ý là 20 bộ hay là hai bộ vậy chị? Cho để em cho nó tắt in cái đã. In phiếu rồi, tắt in phiếu đi. Xong chưa, sữa rửa mặt hả? Sữa rửa mặt chị nữ em nhận tạm, chị Trang Phi Thảo nhận tạm nghe, Thảo nhận tạm nha chị ơi. Bây giờ như thế này, cái Saffron này chắc là bây giờ em sẽ bán lâu dài cho mấy chị, nhưng hiện tại em đang cố gắng tìm thêm một cái nhà cung cấp nữa, nhưng mà sẽ là cái loại đặc biệt hơn, đó là cái loại nó nguyên cái dây luôn, nó không bị gãy đôi, cho những chị mua về tặng. Còn nếu mà mấy chị mà mua về để sử dụng thì mấy chị mua cái loại này nó rẻ hơn được một tí xíu, nhưng mà mấy chị cái loại này nó rất là dễ bị nhái. Cái hàng này nè mấy chị, có nghĩa là cái lọ này á, ở ngoài thị trường á, do là nó dễ bị nhái nên họ sẽ lấy thêm một cái loại hàng cao cấp cho mấy chị. Còn cái loại này tại sao trên thị trường mấy chị thấy nó bán rất là rẻ, không có cái Saffron nào mà mấy chục ngàn hết trơn á mấy chị. Tụi em bán 180.000 là giá của anh nguyên gia đình nhà em bán cho ở ngoài thị trường luôn rồi, em không có sale được. Nhưng hôm nay em sẽ sale cho mấy chị khoảng 50 hộp và em sẽ ngưng cái loại này. Thảo ngưng cái loại này, Thảo sẽ không nên nữa, em sẽ đưa cho mấy chị cái loại cao cấp hơn, là cái loại giống như thế này nhưng mà cái dây của nó sẽ dài hơn, là do nó không bị gãy đôi gãy ba ra.
cái hộp Savaron, mấy chị uống Savaron mấy chị biết rồi đúng không? Cái hiệu quả của nó dành cho mấy chị mất ngủ nè, mấy chị dạng như là căng thẳng đầu óc ha, hoặc là mấy chị đau bụng kinh, hoặc là da dẻ của mình á, nó gọi là nó sơ sát tiêu điều. Đặc biệt nữa có một thứ mà nó quan trọng lắm, nếu mà mấy anh, em chỉ thiệt sự, nếu mà mấy anh kiên trì uống nó còn tăng cường sức khỏe nam giới nữa. Cái này Thảo sẽ bán cho mấy chị mấy chục hộp thôi, 149.000. Ok chưa? Mấy chị ghi giùm em là Nhụy Y Hoa 149. Thì đương nhiên cái này em có nói rõ cho mấy chị là giá bán của em là giá bán cao, nhưng em sẽ đảm bảo cho mấy chị nguồn gốc chính gốc nhất của nó. Nhưng mà cái này là cái dây xấu nha, có nghĩa là cái hộp này là hộp xấu, nó đã bị gãy đôi, gãy ba rồi. Còn nếu nguyên đai của nó hình như gần 300.000 một hộp như thế này, 1 gram. Nên là chị nào mua thì chắc chắn biết hàng thì mua giúp em nha mấy chị nghe. Ok, sữa rửa mặt hả? Chị Đỗ Nữ, chị Đỗ Nữ với chị Trang Tuy là Thảo nhận tạm nha, chứ giờ sợ hết mấy chị nha. À, không, đừng ghi vậy chị Chiến. Ok chị Hương nghe. Ok nè, sữa rửa mặt chị Thúy Phạm Thủy nha. Cái gì? Túi màu xanh. Ok chị Chiến, túi màu xanh. Còn Savaron, Nhụy Hoa cho chị, cho bà Linh nha, 3 hộp cho chị Thanh Phương, cho chị Huệ. Ok chị, cái này em có đặt sản phẩm cho mấy chị hết rồi đúng không? Nhụy Hoa cho chị Yến Ngọc nè. Ok chị ha. Nhụy Hoa là cho chị Võ Dương. Một ngày mấy chị cố gắng, ví dụ như trong cái quá trình mình sử dụng, cái này cũng để nước xa, nước nguội được. Nhưng mà mấy chị để nước nguội á thì nó sẽ lâu ra màu lắm luôn. Còn mấy chị để nước sôi thì mấy chị để khoảng 2 tiếng là mấy chị thấy cái Nhụy Hoa nó sẽ ra hơi màu, có nghĩa nó ngã hơi dạng nó không còn đỏ như lúc đầu tiên nữa, thì cái đó là hiện tượng bình thường nha mấy chị. Còn mấy chị mà để trong nước lạnh uống, thậm chí mấy chị có thể để trong cà phê mấy chị uống cũng được luôn. Mấy chị uống cái này siêu siêu tốt, mấy chị ráng uống đi. Tại vì lúc trước hôm qua hôm kia á, em thật sự là em có một cái, em định like một buổi like đặc biệt về cái sản phẩm này, nhưng mà em sẽ nhập hai loại luôn. Một loại là cái loại này cho mấy chị, tại vì loại này nó bị nhái rất là nhiều. Và một loại nữa đó là hàng cao cấp hơn, là loại nguyên đai, nguyên con của nó còn nguyên dây, nó không bị gãy ra. Thì giá nó khoảng tầm 300, thì cái này Thảo sẽ giới thiệu cho mấy chị sau. Còn cái này mấy chị mỗi ngày mấy chị uống một bình, mỗi ngày mấy chị uống một bình, em đi mà em còn pha. Thì cái chăm sóc bản thân, sức khỏe của mình, cố gắng sử dụng. Mà em nói mấy chị một cái điều như thế này, mấy chị sử dụng á, mà mấy chị cảm thấy á, mà mấy chị dễ ngủ hơn, thì mấy chị cho họ xin thêm một lần chia sẻ nữa nghe. Tại vì cái này đặc biệt cho những người một ngày uống khoảng mấy cộng, nếu mà mấy chị không bị cao huyết áp thì hoặc là bị tụt huyết áp á, thì mấy chị có thể uống 7-8 sợi, 8-9 sợi luôn, không sao hết trơn. Còn nếu mấy chị bị các chứng bệnh về huyết áp thì một ngày mấy chị có thể uống từ 3-5 cộng để đảm bảo hơn. Còn bị cao huyết áp thì có thể uống nhiều hơn tí xíu. Còn bị tụt huyết áp thì mấy chị uống khoảng tầm từ 3-5 sợi thôi, đừng uống nhiều ha. Còn mình bình thường thì mấy chị cố gắng uống càng nhiều càng tốt cho Thảo. Cái này mấy chị có thể pha chung với mật ong uống cũng càng tốt nữa, nhưng mà cái mật ong Thảo sẽ chỉ cho mấy chị xay ra rồi để vô uống nó sẽ tốt hơn. Để chung với mật ong nó còn điều trị cho mấy chị cả cái phần đau bao tử của mấy chị nữa ha. Rồi, Nhị Hoa là cho chị Ti Ti, sữa rửa mặt em hết rồi. Nhị Hoa là cho chị Ngân Hoài, ok nè, Hạ An nè. Sữa rửa mặt chính chính em Thảo hết rồi hen. Chị Hai Hữu nghen. Nằm ở bên phòng kia đó nghen. Ok, chị Mỹ Xuân, Nhị Hoa, chị Trinh Nguyễn, Nhị Hoa ha. Cái này là em chỉ bán đặc biệt cho mấy chị thôi. Sữa rửa mặt hết rồi, sữa rửa mặt chính chính đó là do hàng mẫu nên em bán cho mấy chị chính chính thôi chứ không phải hàng để bán. Còn cái xoa bóp mấy chị lên mã riêng giùm Thảo hôm nay, do là em lấy đơn mà nha, cho có đơn ở nhà mấy bạn làm nên em tính mấy chị là 35.000 chứ không thể nào là 35.000 được. Ok chị Nguyễn Phúc Phan nha, áo khoác rin hồi bữa đặt có một cái hả, vậy bây giờ ghi đi, áo khoác rin 99.000, do em không có mẫu ở đây, nó còn khoảng tầm 20 cái. Áo khoác rin nó khoảng tầm 57-58 kg quay đầu thôi ha, mấy chị mua rồi mấy chị biết đúng không. Nhưng mà nó nhỏ, nó không có lớn, nó không có số luôn. Và nó có đính đá rồi có thêu cho mấy chị nữa. Chắc mấy chị biết mẫu, ai muốn đặt thêm thì ghi giùm em Thảo là khoác riêng 99.000 giùm em. Ok chị Thị Mùi luôn nha, đang cho con bú uống càng tốt chị. Nhưng mà đang cho con bú mấy chị cố gắng mình uống bằng cái nước nóng giùm Thảo đi nha, mình đừng có pha bằng cái nước lạnh, để tránh cái trường hợp là lạnh bụng cho con của mình. Mấy chị cố gắng pha một tí nước ấm mình uống vô. Khi mấy chị uống Savaron á, mấy chị sẽ cảm thấy an thần hơn, ngủ ngon hơn. Và đặc biệt là mấy chị sẽ cảm thấy cái cơ thể mình nó tăng sức đề kháng. Thật sự là em uống một thời gian trước chắc mấy chị cũng thấy cơ thể của Thảo thay đổi như thế nào khi mà uống cái Nhụy Hoa Nghệ Tây. Thì hôm nay em Thảo coi như bán 50 hộp này cho mấy chị, em bớt hẳn 30, là giống y chang như miễn ship mấy chị, còn hơn cả miễn ship cơ.
Nhưng mà em tính cho mấy chị như vậy, mấy chị cố gắng ủng hộ em để ở nhà mấy bạn có đơn lên làm nha mấy chị ha. Rồi hai sản phẩm xem rồi đúng không? À, nhị hoa chị Thị Mùi có rồi. À, uống nhị hoa nghệ tây này tốt cho cả phụ nữ, tốt cho cả đàn ông chứ không phải là phụ nữ không nha mấy chị nha. Rồi xong chưa mấy chị nha? À, cái gì hôm bữa mua 100 rưỡi vậy là không giống chị ơi. Chị nhị hoa nghệ tây nó có không, nó bị đứng người lại. Chị em nhị hoa nghệ tây không nó bị đứng lại là sao? Chị Nam Linh là sao tổng đấy? Phát viên 99.000 dùm Thảo nha. Collagen chưa có. Ok chị Lý Mai hỏi đơn hàng anh bút dùm em. Phát viên cho chị Mỹ Sơn, ok chị nha. Chị Mộng Nghi, ok chị. Trời ơi ăn con đảo đó mấy chị. Rồi cho chị Mộng Nghi nè, ok. Phát viên cho chị Xuân Diệu Trinh nè, ok chị Xuân Diệu Trinh nha. Nhị hoa nghệ tây cho chị Tờ Râm, ok chị nha. Em sẽ tính giá 149, coi như là em cho mấy chị trải nghiệm trước, uống nó thơm thơm cho nó không có gì ảnh hưởng tới. Tại vì nó không có cái mùi vị gì đặc biệt. Nếu mà mấy chị để thêm một tí táo tàu vô nữa thì nó sẽ có hậu ngọt á. Ok chị Trinh Tuyết, cái này thậm chí mấy chị có thể để vô cà phê mấy chị uống cũng được. Nhưng mà thường là như vậy mấy chị xay ra nó sẽ có hiệu quả hơn là mấy chị để nguyên sợi. Còn nếu mà không có ở nhà mà không có lâu lâu mà không có nước nóng á, đi đâu á, mấy chị để vô trong đây luôn cho em Thảo. Nhưng mà để trong đây khoảng 10-15 phút nó mới ra màu. Chứ còn mấy chị để nước nóng thì khoảng tầm 1-2 phút mấy chị nó sẽ thấy nó ra màu rồi. Ok chị Nguyễn Phúc nha, nhị hoa là cho chị Trang Nguyễn, ok chị. Em chết em rồi, để em dạy cho ông Hào, ok cho em cái chai sữa rửa mặt. Thôi sẵn tiện cái này luôn đi nha, sẵn tiện chơi áo ngực thể thao. Áo ngực này chắc mấy chị chửi em chết. Nửa ký táo chị Trang em nhận tạm nha, ok chị Lê Nhiễm nha. À, ok nhị hoa cho chị Ngọc Ánh nè, chị Trang Nguyễn nhận tạm nghe. Tại vì chị em chưa có về, chị em bả đang ở ngoài Lào Cai mới chưa có vô nên sợ lấy hàng không được cho mấy chị. Tại vì hàng này tụi em phải order ở bên hàng về á, nên là mấy chị thấy son không, tới nay mà hàng nó vẫn chưa có về, có nghĩa là order từ sau Tết tới giờ đó mà hàng chưa có đó mấy chị. Chị Nguyễn Tiết em thấy ok, em chốt chị Diễm Dương nghe. Bây giờ áo ngực thể thao bây giờ nha, biết sao em lấy cái này không, tại em đem theo mặt á. À cái gì, nay ra đảo, nay ra tố đảo rồi chăm ơn. 62 hả chị, bỏ toàn đây. Em đem theo hai cái ngực, mấy chị đừng chửi em nha, hơi mất vệ sinh xíu nhưng mà có gì chơi đó nghe mấy chị ha. À cái gì, à, pha với nhiều nước, pha nhiêu cũng được hết bà Linh. Nhưng mà ví dụ như bà pha được nhiều nước thì bà uống thêm được nhiều nước thì tốt cho sức khỏe của mình thôi, chứ không gì. Một ngày mấy chị uống em khoảng 2 lít nước là ok nhất ha. À, gói M 59 bình lốc, bình lốc cho chị Nguyễn Anh, ok. Ồ quên ha, đem quên cái bình lốc, bình lốc. À, nó đứng chững lại á hả, chắc mai gọi điện đi Na Linh, giờ coi cũng được. Máy bên Thảo mạng nó yếu lắm luôn á, đi chơi cảm tham việc xấu hổ quá. À hồi nãy nói thiệt đây mấy chị nhìn nè, con Trang nó báo cáo tình hình ở shop cho em đọc cho mấy chị nghe coi nè. Mấy chị đây em đọc cho mấy chị nghe nghe nè. Chiều hôm nay mã 28 và còn một mã 29 nữa là hết mã rồi, à, mai làm cho xong mã rồi đó, là xong mã rồi. Bây giờ ổng like là ổng có đủ đơn cho đi hàng nè. Cái nghĩa là cái đơn ngày hôm qua nữa, em Thảo gộp đơn ngày hôm qua nữa đó mấy chị ha. Rồi nhị hoa cho hoa lê nè, ok xong chưa. Bây giờ mấy chị, chị Hiền Vũ hình như không thấy. Chị Hiền Vũ ơi, có thể có ổng comment. Tại hôm nay em đang ở đây, em đang xài 3G, mạng nó hơi yếu. Thảo đang ở ngoài đảo quá, mạng nó hơi yếu mấy chị. Mới đi ăn về xong rồi lên ai luôn á. Bây giờ mấy chị ghi cho em Thảo mã là chơi lớn luôn nghe mấy chị nghe. Bình lắp cho chị Lương Hồng, ok. Bà nội bà nó hổ quá đi. 79 ấy lộn, 57.000 kèm với size dùm Thảo liền, khỏi suy nghĩ gì hết nghe. Coi như em cầm cái mớ đi mấy chị ơi, thiệt có em giờ không dám vô cái áo lên xấu hổ quá. Bình lắp thì lắp là 39.000, bình có dây nha mấy chị nha. À, chị Lý Trang hình như có rồi đó mấy chị. Thảo có đọc đó, do mạng nó hơi yếu mấy chị. Nếu may mai mấy chị không có, mấy chị gọi điện lại cho mấy bạn ở shop, mấy bạn lên đơn. Giờ em coi lại nó không cho coi do máy bây giờ mạng nó rất là yếu, em sẽ quẹt cái hệ thống của nó không có cho qua được cái bình luận của mấy chị á, nên là bây giờ chị nào mà không nghe em đọc ngày mai có thể gọi điện lại. Nếu mà trong đơn không có thì mấy chị nói mấy bạn thêm đơn vô giúp Thảo nghe, tại vì bây giờ là không thể nào mà coi được hết trơn nè mấy chị. Nó toàn là hiện lên vậy không à, nó chậm lắm luôn á nha mấy chị nha. Ủa mặt có sale không ạ? Chị Huệ ok chị nha, áo ngực chị Diễm bỏ ok chị, áo ngực chị bỏ tàn ok, áo ngực nghe đó khách quen tôi mua ha, kệ đi, ưu tiên khách quen cũng được. Mấy chị thấy cái áo ngực này mấy chị biết em mặc bao nhiêu lâu không, cho mấy chị coi nè. Em mặc đến mức màng dày rồi mà nó không chịu hư mấy chị, nó cũ lắm rồi nè mấy chị, nó muốn bạc màu cái chữ luôn rồi nè. Đây là cái áo ngực của em chứ không phải áo ngực em bán luôn đâu. Rồi ủa cái này là ôm, cái này là 62 không, thể thao không bán được giá đó. Cái này là áo ngực 62 chống tụt, ở đây em có mẫu chống tụt chưa về hàng chị. À, áo ngực không bao giờ có size 39, từ xưa giờ em Thảo bán hàng không có size 39.
Rồi ok chị Hương Nguyễn nha. Nè cái này là nó cũ lắm, từ cái thời mặc mẫu tới bây giờ em cũng không biết thời gian mặc là bao lâu mấy chị. Coi nè mấy chị, nó bạc mà có cái thâm kim luôn á. Do em mặc em thấy nó không hư, em cũng không có giục. Người ta 6 tháng giục rồi, có nhiều em cả năm, 2 năm em chưa có bỏ cái áo ngực mấy chị. Nè mấy chị, coi nè biết bao nhiêu lâu cái áo này rồi. Thì đó những cái áo ngực mà em mặc á, ở nhà em không mặc được do em bị tim á, em thở không được. Em rất ít mặc áo ngực nên là những cái áo ngực mà em lấy ra em mặc em nói mấy chị để hoài luôn, không bao giờ hư hết trơn. Em chỉ mặc lúc em đi đâu hoặc em đi bán thôi em mới mặc thôi. À mấy chị coi nó bền đến như vậy. Và cái phơm nè, mấy chị để ý giùm Thảo, em để trong vali đúng không? Em ép đồ rất là cứng mà mấy chị nhìn nè. Cái phơm nó không hề thay đổi, mặc siêu bền mà nó nhẹ lắm. Này đi chơi em cũng đang mặc nè. Này đi chơi là sẽ ưu tiên cái này. Bình lót cho chị Yến Trần, ok chị nha, ok chị Nguyễn Ngọc, ok Võ Tàng nè. Rồi ok chị Trần Ngân nha, thôi kệ nó nay sale cho mấy chị. À đang với sale mỹ phẩm thể thao không bán vải, thể thao em chưa sale. Thể thao mấy chị ghi giùm em là thể thao 69 đi. Thể thao là 75 ngàn đúng không? Nay chơi 69 ngàn luôn. À, review có tâm lắm nha, thì bây giờ không có mẫu thì lấy của mình mà bán luôn chứ sao giờ. À, chị Lý Trang cho em xin mã hàng giùm em. Thể thao thì ghi giùm em là thể thao kèm size em sẽ tính giá là 69 ngàn. Còn mấy chị mua loại này thay vì em sale dữ lắm là 57 thì hôm nay ớ lộn 59 thì hôm nay luôn sale 57 ngàn luôn. À, chị Trần Nhiệm không có size không lên đơn được mấy chị ơi. Đi chơi đồ nè, nguyên một vali đồ luôn. Nguyên một vali đồ luôn đem đi theo để sale đó mấy bà ơi. À, đi chơi mà còn làm việc thôi kệ nó. Cố gắng một tí xíu nữa để cho ở nhà mấy bạn có đơn mấy chị nha. Bà là kẹo bạch cái gì? Bà gì? Kẹo bà lá giải. Thể thao cho chị Huệ nè, áo ngực là cho chị Đánh Trần, ok chị nghe. Có nghĩa là em không bao giờ muốn công việc. Có những lúc mấy chị em bán á, Facebook mà nó bóp á, bán thổ ế á mấy chị. Ế nhưng mà đã không cho mình ế. Thà bán lỗ chứ không cho ế. Công việc là phải vận động liên tục, cái guồng máy phải chạy liên tục, hàng hóa phải liên tục, mới liên tục em mới chịu. Có những lúc bán xả hàng bằng giá vốn cũng phải bán mấy chị. À, nó là do thời thế nữa nên bắt buộc tụi em, nói chung là cái gì cũng vậy, cái gì công việc nó vận động nước phải chảy mấy chị, không thôi nó sẽ là nước tù, mọi thứ nó sẽ bị ứ động ngưng động lại, công việc nó cũng sẽ mất cái nhịp của nó. Nên Thảo lúc nào cũng vậy, dù cỡ nào cỡ có một cái phương châm thà ế chứ không cho ế, thà lỗ trong chơi ế. Rồi ok chị Đánh Trần, bài đao cho chị Ngọc Ánh luôn. Rồi ok chị Lý Trang luôn nha, bả lai bán. Ok chị Võ Dương, ok chị Bồ Công Anh, ok chị Thảo Kim, ok chị Trinh Nguyễn, ok chị Châu Võ, những hoa ngày Tây nha, về tay mấy chị tranh thủ nha. Hôm trước là sau Tết Thảo có được khoảng tầm 100 nhưng khách hàng cũng mua hết rồi, chắc khoảng còn 50 hộp thôi. Rồi size thể thao không có, giỏi dữ chọc tôi nha không. Rồi cái chị Nguyễn Phúc luôn, để tao cho chị Võ Dương. Savaron là 180 ngàn, và em có nói nha, hôm nay em sale 149 là em để cho mấy chị trải nghiệm lại, coi như em bắt đầu bán lại Savaron. Nhưng khoảng tầm một tuần tiếp theo Thảo sẽ không có lên loại này, vì loại này bị cạnh tranh rất là nhiều, do là mẫu mã nó rất là giống ở trên thị trường mà mấy chị biết rồi, lấy ở bên đó về cái giá thành của nó là cao. À, cái này là cả nhà em chị em cũng bán giá 180 chứ không phải riêng mình em. Nên là nhiều khi là với lại cái loại này có một cái yếu điểm của nó là cái hàng này là hàng bị gãy đôi gãy ba ra rồi, nó gọi là hàng mà gọi hàng giạt á mấy chị, nó mới được cái giá đẹp như vậy. Còn nếu mà hàng nguyên dây á, có nghĩa là nó đủ đạt được cái gọi là cái không có bị gãy đôi gãy ba ra, tại vì nhị hoa khi mà mấy chị sấy lên, dù sấy công nghệ như thế nào nó cũng rất là dễ gãy ra. Thì đó nên là em nói mấy chị tin tưởng chỗ nào thì mua chỗ đó, chứ đừng bao giờ nói là ừ sao chỗ này rẻ chỗ nào mắc. Hàng này rất là nhiều nơi phân phối, không phải một nơi, tin chỗ nào thì mua chỗ đó giúp em nha. À, em cảm ơn chị Vân. Cảm ơn, ok chị Uyên Nguyễn, ok chị Ngọc Ánh luôn nha. Bà 08 bà ấy buồn. Áo ngực không có 37 á, ấm siêu tóc 119 ngàn chị. Ok chị Diễm Dương nghe, ok chị Ngọc Mai Linh nè. Rồi nhị hoa cho chị Linh Nguyễn, ok chị Trâm Nguyễn, ok chị ha. Em nay tí xíu thôi mấy chị, em nay chắc tới 10 giờ em mệt á, nên là em nay em bán cho mấy chị 149 sẵn tiện em sale để cho có gọi là có chương trình cho mấy chị, nhưng mà không có thể sale. Rồi bữa sau nó sẽ đi làm hai loại, rồi em gọi loại này là loại 2, còn một loại nữa là loại 1. Cái loại 1 giá nó khoảng tầm 300 ngàn, nhưng cái nếu mà mấy chị mà mua về tặng thì mấy chị mua cái đó nó hay hơn. Cái đó nó hàng nó nguyên dây luôn, cái có nghĩa là cái sợi nó không bị gãy ra mấy chị nha. Cái hàng nó không bị gãy, nó cao cấp hơn. Nhưng thực ra cao cấp hơn nhưng chất lượng cũng ngang ngửa nhau. Ok chị Như Phước, ok chị Trâm Nguyễn nha.
Rồi nhì hai là cho chị Kiều Anh Hứa nè, chị Phương Nguyễn nè, ok. Gấu mờ là cho chị Hương Nguyễn, ok chị Liễu Nguyễn, ok chị Lê Ngọc Hân nghe. Rồi ok chưa? Rồi 149.000, em có khoảng 50 hộp. Rồi cho chị Ngân Tâm áo ngực 30, ok chị Thị Mùi luôn, bỏ vô tủ lạnh được. Mấy chị tưởng tượng nó giống như kiểu là một loại nước mát thôi, mấy chị có thể uống nóng, uống lạnh tùy thích. Mấy chị có thể để vô nước lạnh, nhưng mà để vô nước lạnh thì nó rất là lâu ra màu. Mấy chị để vô nước nóng khoảng tầm 2 phút mấy chị sẽ thấy nó ra màu cam đỏ, uống nó thơm lắm luôn. Nhưng mà mấy chị để vô nước lạnh thì lâu lắm nó mới ra. Và đặc biệt khi mấy chị uống với nước ấm nó sẽ có một cái mùi thơm thoang thoảng hơn so với chị uống nước lạnh. Và nếu mà ai mà có con nhỏ cho con bú thì mấy chị nên uống với nước ấm, chứ không có nên uống với nước lạnh, không tốt. Còn không mấy chị nào mà uống cà phê nha, mấy chị đổ vài giọt vô cũng được. Nhưng thường là khi mấy chị uống ấm mới sẽ cảm nhận được cái mùi vị. Với lại cái thứ hai, khi mà mấy chị đang stress á, mấy chị ngửi cái mùi của nó, mấy chị uống miếng nước lên mấy chị cảm thấy người nó thư thái hơn. Nó rất là tốt, đặc biệt cho những người mà gọi là mấy chị phụ nữ của mình á, phụ nữ mà dạng đang trong thời kỳ mà bị stress hoặc là mấy chị đi làm văn phòng á, mấy chị uống một cái ly nó cũng làm cho mấy chị tỉnh táo hơn. Với lại một số chị mà bị nóng uất trong người hoặc là kiểu như là mấy chị bị giảm sức đề kháng trong quá trình mà mấy chị đi nắng rồi mệt mỏi á, hoặc đi làm bị áp lực gì đó, mấy chị bị giảm sức đề kháng hay bị cảm á, mấy chị uống khoảng tầm 1-2 tuần. Với một cái trường hợp nữa là nó mất ngủ á, mấy chị ai mà mất ngủ mấy chị sử dụng sản phẩm này khoảng tầm 1 tuần mấy chị sẽ thấy cải thiện được giấc ngủ rất là nhiều. Nó làm cái tinh thần của mình nó dịu lại, chứ không phải là em nói mấy chị là uống cái này là thần dược, nhưng mà nó dịu tinh thần mình lại, bắt đầu người mình cảm thấy thư thái và dễ đi vào giấc ngủ, khi ngủ cũng dễ, không có nằm mơ, không có dạng giống như là hoảng loạn khi mình ngủ một cái giấc ngủ ngon á mấy chị. Ráng uống thì nó đơn giản, nó đâu có khó uống gì đâu, mấy chị để vô nước uống cũng được, nước sôi uống cũng được, thậm chí mấy chị để vô trà cũng được, để vô cà phê uống cũng được, tiện vô cùng. Rồi ok chị Ngân Tâm nha, áo ngực là cho chị Thị Mùi luôn, nhị hoa là cho chị Đỗ Thanh, ok nha, cảm ơn em. Ok chị Liễu, ok chị Phong nghe, ok chị Ngân, sao bắp cho chị Đỗ Phương, ok chị Quyên Nguyễn luôn, thể thao có 40. Sao bắp cho chị Mỹ Linh nha, chị Phạm Liên, ok chị ha. Áo em mặc cũ lắm rồi nè, em mới lấy được cái này cho mấy chị nè, trời ơi mới lấy được luôn á mấy bà. Đây là cái quên nữa, theo cái sổ rửa mặt chết rồi, đợi em xíu nha, em biết gọi ai luôn á trời ơi. Cái sổ rửa mặt của nhà Thảo, bây giờ em không có mẫu ở đây, xách cha rồi. Mấy chị thả tim thả like. Rồi kem đánh răng, kem đánh răng em đem theo để em sử dụng, thôi chơi luôn đi ha. Ok nhị hoa nghe, ok chị Mai Nguyễn, ok chị Kim Anh nha. Rồi nhị hoa nghệ tây một áo ngực, ok chị Anh Lê, ok Anh Lê nè. Bây giờ nha, 49.000 kem đánh răng mấy chị, cái này là em đem thêm xài nha, cái này đem xài. Bây giờ mấy chị lên đơn giùm em Thảo là 55.000 đúng không? Bây giờ em bán mấy chị 49, nhân 49 là đảm bảo được nguồn hàng chuẩn cho mấy chị, không sợ trôi nổi. Em có thể bán cho mấy chị loại 35.000, em cũng có thể lấy được nguồn rẻ như vậy. Nhưng mà nói thiệt là không biết như thế nào, không biết nguồn hàng sao để nói. Còn cái này là đảm bảo được nguồn hàng, nên mắc thêm vài ngàn để đảm bảo được nguồn hàng cho mấy chị. Kem đánh răng hàng, cái kem đánh răng này giờ không còn xa lạ gì với mọi người. Hầu như em nói mấy chị đâu đâu người ta cũng, bây giờ bắt đầu cái kem đánh răng này nó đại trà trên thị trường. Mấy chị đánh răng mấy chị thấy răng của mấy chị nó khác không? Ai mà răng sứ mấy chị mới cảm nhận được rõ ràng hơn. Ai càng răng sứ mấy chị sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Giống như mấy chị vừa đánh kem răng nhà mình đúng không? Mấy chị chuyển sang mấy chị đánh cái này, mấy chị sẽ tối buổi lấy lưỡi lên đánh lên cái răng của mình để mấy chị cảm nhận được sự thay đổi. Rồi dập mũi cho chị Phương, ok chị Nga, ok chị Phạm Hường nha, ok chị Nguyễn Ánh nha. Mấy chị lâu lâu mấy chị chấm bài lên cái nha mấy chị, mấy hôm nay nó bị bóp dữ tợn lắm luôn. Lên giùm em là kem đánh răng 49.000 nha. Em đi tìm cái sữa rửa mặt không có, khổ ghê luôn á. Ok chị Uyên, ok chị Lý Trang luôn. Chị Thúy Diễm mua hàng bên Thảo mấy lần rồi mà không có cho xin số điện thoại, mua nhiều quá. Rồi mua xong rồi để vậy không cho số. Làm trắng chị Trang Nguyễn rồi. Bây giờ kem đánh răng nói thiệt sự là em không có biết nhà còn màu gì, nên nếu mà mấy chị thương em Thảo, nếu mà chọn màu thì để bữa nào em like ở nhà rồi mấy chị mua. Còn bây giờ do là ở nhà, bây giờ hôm qua nhập hàng em cũng không có mặt ở nhà, em cũng không có biết là tại vì hàng đó của em phải order bên hàng về, nó cái thời gian nhập hàng gì nó rất là lâu, em cũng không nắm được, nên thông cảm giúp em. Ai chọn màu thì bữa khác mấy chị mua giúp Thảo nghe. Rồi ok chị Lý Trang, ok chị Uyên Trần nha, ok chị Nguyễn Ánh nè, rồi chị Phạm Hường nè, rồi cho chị Trần Trần, ok chị ha, rồi chị Ngọc Nhàn, ok, rồi chị Hiền Quỳnh, chị Trần Lan Chi, nhị hoa cho chị Hường nè. Tay em nó khớp không bấm được luôn á trời.
À, Thảo đi chua có về, còn đang ở ngoài đảo nè chị. Ok chị Kim Anh, ok chị Đỗ Nữ, ok chị Phạm Huy. Em đang định, rồi bây giờ em nói tiếng nào, kem ngày 333, đó, nói vậy đó. Rồi ai comment cái gì thì comment. Hôm nay mấy chị, em đang xài kem nám, nám đang bắt đầu trổ lên nè mấy chị. Nám là bắt đầu trổ lên nè. Rồi cho chị Trấn Thành, ok chị nha, chị Võ Cẩm Tiến vậy ha. Mấy chị biết là bữa em mua cái này nhiêu tiền không? Em đang nắng máu, ví dụ này em mới mua 50 ngàn xong. Mà nó yếu xìu, yếu xịt không được như thế này đâu. Bữa nay em thấy được em mừng. Nè mấy chị thấy không? Cái này là cái cây để ấy đó chị. Ghi giá lại nha Trang ơi. Cây gì để em đánh dây thép. Mày điện cho ai ta? Mày điện cho thằng Thông. Mày nói lấy chai sữa rửa mặt để trên ngay cửa phòng giùm chị cắt. Chai sữa rửa mặt bên bên phòng nữ á. Rồi chị Võ Cẩm Tú, kem đăng cho chị Trang Nguyễn. Kem ngày cho chị Thanh Nguyễn, ok. Thể thao có size 37, ống ngực có 37. Trộn vào vi mai phải nhanh ghê không? Không, tôi nói vậy thôi, tôi hết quảng cáo, nói quảng cáo tí khách chửi tôi nè. Nha, ai mua được mua ngang đọc lần thôi. Ok chị Trâm Nguyễn, ok chị Nhi Đào. Nhị hoa là cho chị Hồng Mai. Cái cây này mấy chị, đây là cái giá đỡ điện thoại, kèm với chuyện là nó sạc luôn nha mấy chị nha. Nè, có phần sạc nữa, 39 ngàn thôi. Chảo chống dính, chảo chống dính chị mua loại 145 á chị. Chị Diễm Đăng, ok chị Trinh Tuyết, ok chị Ngọc Ánh nha. Rồi kem này cho chị Linh Phạm, ok chị. Nó có mấy màu á mấy chị, em nhớ nó có ba màu đó, nhớ ba màu. Rồi chị Nguyễn Ánh có rồi không? Đặt đâu không dám giới thiệu trong ngày, nói vậy khách mà ai muốn ôm hàng thì mấy chị ôm ngang chứ giờ không hết dám nói rồi. Rồi cho chị Linh Phạm, ok. Cái gì có chị ơi, ok chị Nguyễn Ánh luôn nha. Kem đêm là 500 ngàn chị, giá đỡ chị Uyên Trần. Nhiều hoa cho chị My Phương Phạm Thị, ok chị nha. Rồi cái gì em ghi hết rồi, ghi lại chị cái sale hết mỹ phẩm thôi. Giá đỡ là cho chị Thuận, ok chị nha. Ok chị Lê Hà, cưng không mấy chị, giá đỡ cưng không? Ok, giá đỡ là cho chị Thúy Phạm Thủy nè. Em có đem con dao theo mấy chị, em định sale có con dao mà em sợ ngày mai em lên sân bay cái em trộn đem vũ khí đồ em sợ quá em để vô nhà. Giá đỡ cho chị Liễu Nguyễn, ok chị. Rồi cho chị Liễu Nguyễn nè, cho chị Trần Nhiệm, ok, giá đỡ 39 ngàn. Ok chị Xuân Diệu, mà cái này nó ấy lắm nha, nè nó chắc nụi nè, phần này có lót nữa cực im luôn. Ok chị Lê Trúc nè. Kem đêm cũng vậy, kem đêm 500 chị, kem đêm 500. Ok chị Phạm Hường ha, giá đỡ cho chị Trinh Tiến, ok chị nè. Đỡ ngồi coi, với lại mấy chị sạc pin cũng dễ nữa ha, sạc pin cũng dễ. Rồi kem này là cho chị Thảo Kim, ok chị. Giá đỡ nó có hai ba màu á, ba màu, một cái màu đen, một cái màu xanh, một cái màu cam. Không muốn lựa nào lựa, mẹ em thấy lựa đại đi. Mấy đại đi ngang, mấy đại đi. Đó giờ chắc đủ đơn rồi đó Trang. Ngày mai tao buổi trưa thôi, ngày mai đừng có lên chốt đơn nghe, để chị ngày mai coi làm đơn xong tới đâu rồi báo chị, chứ đừng có chốt đơn sớm. Rồi ok Thảo Kim em ngày luôn ha. Rồi giá đỡ cho chị nữ, chỗ kem ngày cho Xuân Diệu, giá đỡ cho chị bé ba, ok. Đọc tên chưa, cái gì chưa có biết ai hôn là cái gì chị Linh Phạm? Đọc tên chứ chưa có biết ai hôn là sao ạ? Giá đỡ cho chị Kiều Anh Hứa, cho chị Văn Kim, cho chị Thanh Phương, cho chị Lê Cá, cho chị Vi Mai, cho chị Diễm Dương, ok chị Uyên Trần, chị Kim Anh, chị Thúy Lê. Ok chị Thúy Lê nha. Rồi cho chị Tiền Thanh, ok chị ạ. Màu xanh, nếu mà màu hết thì thôi nha mấy chị, tại vì em thấy nó có ba màu mà số lượng nó thì em không nắm rõ lắm, do hàng về em đã mở ra em coi đâu, chưa có mớ coi hàng của nó à. Rồi cho chị Thanh Thanh, ok chị luôn nha. Giá đỡ điện thoại, ok bé ba luôn. Sale tẩy tế bào chết mặt hả? Không có đem ở đây, ok chị Kiều Anh Hứa luôn. Thể thao là cho chị, để tao chị Diễm Hồng, ok chị nè, chị Thúy Nguyễn là ok chị ha. Rồi đâu nữa rồi, để em kiếm cái này cho mấy chị. Trời má ơi, ủ gạo. Rồi ok chị Linh Triều, chị Thúy Nguyễn, chị Trang Nguyễn, ok chị ha. Kem ngày em để bên phòng mất tiêu rồi mấy chị. Chai sữa rửa mặt không biết đem qua chưa ta. Ủa chống nắng ngày nè. Đây nè kem ngày nè ông nội cha ơi, trụ vi tảo nội ơi. Cái gì màu vàng mấy chị ơi, mấy chị muốn chọn màu mấy chị nói ngay từ đầu chứ bây giờ mấy chị muốn mới ghi vậy nó khó cho mấy bạn chốt đơn lắm. Nếu mấy bạn lấy được thì bạn lấy nha. Đây nhị hoa của em Thảo đang uống nè, em uống hết hai hộp rồi. 149 ngàn nha chị nha. Cái gì gì trời. Đợi xanh chân ngân hoa, mày dẹo tao hoài tao tắt giờ mày, có dẹo tao ngang ai cũng chửi tao trơn, đi chơi mà làm việc chi. Nè mấy chị, cái này là cái mới em lấy, em uống được mấy ngày nay nè. Mấy chị thấy không, nó bị gãy đôi gãy ba ra như thế này thì nhiều khi cái tính thẩm mỹ của nó không có cao, nên là giá thành. Tại vì bây giờ như vậy em sẽ nhập thêm cho mấy chị cái loại một nữa. Cái loại một là nó sẽ đủ cái sang ti của nó, để cho mấy chị giống như có mua biếu tặng, với lại những chị nào mà mình đem tới cơ quan của mình uống á, gọi là nó gọi là nhá hàng luôn. Cái Savaron này nè mấy chị, cái
Nghĩa là hồi xưa rất là khó để mấy chị thích nghi với nó. Bây giờ mấy chị tràn rồi, mấy chị đọc được nhiều cái thông tin, mấy chị nghe được cái ở trên mạng họ ghi, mấy chị nghe được nhiều báo đài người ta giới thiệu về cái những cái sản phẩm dòng cao cấp như thế này. Nhưng hồi xưa á là nó rất là khó mua, bây giờ nó dễ mua. Nhưng cũng vì dễ mua mà cái hàng giả hàng nhái nó đi theo rất là nhiều mấy chị. Nhờ đổi tên không nhận ra luôn. Sao vậy chị Linh Phạm? Rồi giá đỡ điện thoại màu vàng cho chị à. Màu gì cũng được hết trơn, trời giống quỷ không? Rồi ok em Vy, rồi chị Phương Phạm rồi. Này cái này em đang uống, cái này em đem mẫu cho mấy chị, bởi vậy em mới nói vô sổ đó mặt để em đi lấy cho mấy chị. Trời ơi trời, nè bữa nay mới ngựa ngựa mới xài cái này. Cái này là tẩy tế, cái này là chống nắng cho body ban ngày, thoa ban ngày vừa thơm vừa chống nắng. Đây còn kem ngày, giờ xiên lắm rồi nghe. Hôm nay ngày thiệt sự chắc là ngày cuối cùng cũng không bao giờ có. Kem này là hũ mới của Thảo, còn hũ cũ nhà nó lấy làm mẫu mấy chị. Nghị hoa cho chị Văn Kim, nhưng mà nghị hoa là duy nhất hôm nay bán 1.9 thôi nha mấy chị nha, không có bán. Rồi xưa giờ em bán từ lúc em bán nghị hoa tới thời điểm này mấy chị chưa bao giờ em bán cho mấy chị khác giá 180, đây là lần đầu tiên luôn á. Ok chị Thị Mùi nghe. Còn cái này Thảo đọc sơ cho chị nào mua ôm hàng thì ôm. Đây là chống nắng nha mấy chị ha, kem bên Thảo 480 đó. Đọc sơ sơ vậy đó, nãy giờ mấy món rồi ta. Rồi kem đánh răng là 49 ngàn, ok chưa? Rồi hai cái nghe. Rồi cái này làm xong rồi phải không? Cho qua mã nghe. Nhanh chưa mấy chị, 10 giờ chưa để em ợp. Có cái này nữa nè, có đem đành nữa không nội cha. Thôi đành không ai cho mấy chị đâu. Nè giá đỡ điện thoại xong rồi đúng không? Rồi cho chị Ái Thúy Nguyễn ok. Giá đỡ điện thoại hả? Tôi đang đỡ nè, thôi nè coi cái này luôn đi. Nè coi cái này luôn đi nha. Muốn chỉnh sao chỉnh, cao thấp lùn bé gì đó, muốn chỉnh sao được hết trơn nha. Muốn nằm kiểu gì là nằm kiểu đó. Cái gì kem này có cần tẩy trang? Nếu mà chị theo cái phương pháp gọi là chuẩn luôn á thì mấy chị tối mấy chị tẩy trang cái, còn không mấy chị dùng rửa mặt để mấy chị rửa lại là nó ok rồi ha. Chỉ cần dùng sữa rửa mặt thôi, còn nếu mà chuẩn bước hơn rồi mấy chị dùng tẩy trang. Nhưng mà đa số em chỉ hướng dẫn tại vì rất là nhiều khách người ta sẽ không sử dụng, nha sử dụng bữa bữa sau không xài, lâu lâu lại lấy bữa xài, mấy chị còn phản tác dụng hơn nha mấy chị nha. Ok chị Thu Nguyễn nè, ok chị Ngân Bùi, ok chị Ngọc Nhàn, ok chị Ái Thúy Nguyễn luôn. Cái gì kem này thôi đọc một lần 333, đọc mãi giờ rồi có đem đầm theo để bán luôn đó, mà thôi giờ không thử đầm được. Tan mỡ hả? Tan mỡ hình như có đem theo đó. Trời ơi là trời, ngày dớm nè. Đem theo dớm nữa. Ok chị Trang Quỳnh luôn nha, cho chị Thảo Kim nè, ok chị Hồng Vân luôn. Kem ngày không mua rồi hối hận, mai mốt đừng có la tôi nha. 333 bà Lý Trang ơi, nghe kheo mạnh dữ lắm rồi. Ok chị Kiều Anh hứa gì đêm nay đi ở đây mới 333 nghe, chứ không đi ở đây không có đường nào mà 33. Rồi chị Diễm Dương tim mùa trên sao 35 nữa mới đau có sale hết. Em hôm qua mướn mấy chị mà em ra ngoài đây em sẽ sale cho mấy chị có nói đúng không, ngày hôm qua cũng đã bật mí rồi đó. Tại vì nghĩ là ở nhà mà nghỉ từ bữa giờ em nghỉ nhiều lắm, bữa em đi Châu Đốc nè, em về cái lộn bữa em đi Tây Ninh nè, cũng mất hết 2 ngày rồi, 2 buổi like em không có like cho mấy chị, đơn cũng đã bị chậm lại một phần rồi, xong rồi về nhà cũng ăn chơi hôm qua kia cũng nghỉ nha. Rồi giớ lên đơn 57 là được 2 thùng mà em bán lên cho mấy chị được 1,5 thùng rồi. Trời ơi, chị Thúy Quỳnh luôn kìa, 2 cái luôn kìa, đau lòng ghê không nè. Mấy chị ghi cho Thảo là sale tăng mở một tặng một, rồi bà mua tôi luôn đi. Quý Hà tăng mở một tặng một. Kem ngày cho chị Phong chưa, rồi 57 ngàn xong cái này chưa. Rồi sữa rửa mặt, sữa rửa mặt làm 230 ngàn. Ok chị Tiền Nguyễn, ok chị Kim Anh nghe. Rồi ok chị Lê Hà ơi, có cái nón đen này nè, nè cái nón đen này mấy chị đem theo luôn nè, ghê không, không phải đem theo đâu, đem theo nhà đội. Cho chị Lê Hà, ok chị Thúy Nguyễn, ok chị Hiền, ok chị Hiền Quỳnh. Chống nắng mặt gì vậy chị? Chống nắng mặt là kem ngày luôn đó, nón này 115 nha, nón đen 115. Ok chị Ngọc Lắm, ok chị Loan Lê, ok chị Nguyễn Ngọc. Rồi cho chị Lý Trang luôn, với cho chị Song Hậu Nguyễn, tăng mở một tặng một hả chị? Thôi bán tôi luôn đi nghe, bán tôi chứ đừng có bán tăng mở. Quỷ Hà xe kem đêm không, cái xe kem đêm quỷ quỷ Hà đặng bây giờ sao mặt mẫu được, tẩy tế bào chết body. Cái gì có sale kem đêm không Bảo? Mấy chị không có xem tin vụ hoài mấy bà ơi, thể thao chị Diễm Hồng, với thôi cho chị Như Ý Đinh, mấy bà vụ tôi hoài hả? À. Ok chị Phương Phạm luôn, túi đeo cái gì, túi đeo chéo đựng vừa điện thoại không Thảo? À túi điện thoại á hả, túi điện thoại là em sale 99 ngàn, túi màu đen á nhỏ nhỏ vậy nè em sale 99 ngàn.
Ok chị Kim lên đoàn xe 72 giờ đi nữa chứ. Ok Vi nha. Mấy chị nhớ thôi kem ngày nha mấy chị. Kem ngày có hiệu quả vô cùng. Thật sự rất là tự tin cái bán kem ngày. Em muốn sale cho mấy chị cũng 300 mấy, 370, 38, 39 thôi chứ không được nào 333. 333 là cái thời điểm trước Tết á, em có 1 2 lần á là em sale cho mấy chị 333 thôi, còn bây giờ là không thể đường nào được nữa hết. Ok chị nữ, ok chị Lan Ly nha. Nó bây giờ mấy bà mua kem ngày kiểu này là rồi. Ok chị Diễm Dương nha. Ok chưa? Cái này là tẩy tế bào chết cà phê. Mấy chị tẩy của nhà em á nó sẽ không ra. Nhiều khi mấy chị mua một chai tẩy tế bào chết cà phê, mấy chị về mấy chị chỉ cần tẩy cái da mấy chị trắng bum rồi nè. Không có nha. Tẩy tế bào chết nó chỉ tẩy đi những cái phần tế bào đã già cỗi, cằn cỗi, những á sừng già nó dư thừa trên da của mấy chị mà nó không được ra bằng cái con đường tắm, mà phải dùng tẩy tế bào chết cà phê, cái tế bào chết chuyên dụng. Nhưng mà có một đặc điểm là mấy chị nó chỉ tẩy đi lớp tế bào chết làm cho da mấy chị sạch, chứ không thể nào nó tẩy da mấy chị trắng được. Nhưng nếu không có nó thì da mấy chị không thẩm thấu được cái lượng dưỡng chất từ mỹ phẩm đi vào da mấy chị. Trừ kem tẩy nha, nghe nói kỹ, trừ kem tẩy. Kem tẩy nó vô da nó tẩy chứ nó có làm, nó có chịu thẩm vô đâu. Nó vô là nó làm trắng bề mặt da à. Nhưng mà mấy chị biết rồi, làm gì cũng có cái sự cho phép. Bởi sao tất cả loại kem đều phải có bộ y tế cho phép, cấp phép, chứ không thể nào tự nhiên mà bán ra. Mà mấy chị thấy một số người cứ nghe trắng mà mua không tìm hiểu gì hết trơn à. Ok Kim Lên Đoàn luôn nha. Mạng nó yếu đọc tên rồi à, đăng hình đi chị. Mấy bán cái túi. Ok chị Hồng Quân, ok chị Ngọt Lắm, ok nè chị Lan Chi, ok kem ngày cái hộp này của em đơn gợt ngày hôm qua. Chống tụt không có hàng chị Mến ơi. Chống tụt có cháy hàng trên mọi mặt trận. Cái túi này của chị hả? 195 ngàn. Ừ, túi này 195. Ok chị Kim Lên Đoàn. Nó có màu vàng với màu xanh riêu à, túi 195 màu vàng màu xanh riêu. Tẩy tế bào chết mặt. Không, tẩy tế bào chết mặt không có chương trình. Nè xong chưa? Bây giờ tẩy tế bào có cà phê là 200. Giờ ai mua trong line này em tính 99 ngàn. Tẩy tế bào chết cho body tính từ phần cổ đổ xuống nha mấy chị. Mấy chị tẩy ở phần tay, đặc biệt là mấy chị nên phải tẩy phần tay và phần cổ để cho nó thẩm thấu được những cái sản phẩm. Với cái thứ hai nữa là nếu mấy chị không có tẩy tế bào chết cà phê, da của mấy chị giống như kiểu mà mấy chị nhìn vô nó thiếu sức sống vậy. Vì nó không có sạch, nó dơ, nó bít rổ chân lông hết trơn à. Nhìn da mình thế nào cũng đen á. Rồi ok chị Quỳnh Sự nha. Ok chị Kiều Anh Hứa, nhưng không làm trắng da nha. Đây là sản phẩm làm sạch da, nó hỗ trợ việc làm trắng chứ nó không phải làm trắng. Còn tẩy tế bào chết mà làm trắng da tao thua nha, mấy chị phải tìm sản phẩm khác. Rồi cho chị Mỹ Phương ok nha. Không có chị Linh Triều ơi. Ơ thêm nữa hả chị Thị Mùi? Ghiền đúng không? Mấy chị xài gì xài với kem đêm, em phải hướng dẫn mấy chị. Kem đêm là kem chống lão hóa, mấy chị cố gắng sử dụng một hộp trên 3 tháng à, khoảng 3 tới 3 tháng rưỡi, không có sử dụng nhiều hơn. À, đi chơi vẫn không kiếm tiền, phải cái này kiếm đơn chứ phải kiếm tiền rồi. Cái này kiếm đơn đó chị Hạnh Hạnh ơi. Tiền thì về nhà kiếm được, nhưng mà nếu không có đơn ngày mai mấy bạn có đơn thì làm. Chưa phải à, kem ngày chị Hương Nguyễn, tại vì hôm qua em cũng nghỉ live buổi tối. À, túi vàng là cho chị Yến Ngọc ok nghe. Túi đựng quá trời nhiều đồ luôn. Giờ xem món này nè. Mấy tẩy tế bào chết mặt, tẩy tế bào chết a, à, tẩy tế bào chết body cho chị Thảo Kim. 200 ngàn đó mấy chị, em phải xé ra nha. Cái này là 200 chứ không phải 100, chứ không phải 99 ngàn nghiêng. Cái này em chị sale tại live. Em giải thích lại tại sao hồi nãy chị kêu hỏi em sao không đăng bài để bán á. Không được nghe, đăng bài là 200 ngàn mấy chị. Ok chị Trinh Tiết nha. Túi ra cho chị Mỹ Xuân ok chị. Chị Phạm Liên ghi mã lại giùm em, có số 99 là tụi em lên đơn. Ok chưa? Rồi xong mã đó rồi phải không? Để em đi kiếm cái khác. Xin chờ để em kiếm cái khác. Mà cái này em đã không biết giá của nó chứ không biết đâu. À cái khăn này thôi có. Rồi ok xe xong đất như lời đã hứa luôn. À ok chị Hương Nguyễn nha. Ok chị Nguyễn Như, ok chị Nhi Ca, Nhi Đào. Hai này mấy chị muốn xem nào, xem kem đêm đi hoài luôn. Ok chị Tí Phạm Thủy nha. Kem đêm là một sản phẩm, em không có mẫu ở đây. Kem đêm không có mẫu. Kem đêm là sản phẩm chống lão hóa da, mấy chị sử dụng để sau này. À quên nữa mấy chị mua cái này nè. Ok chị Liên nha, ok chị Nguyễn Dung nha. À, gì mới vào trễ. Em lấy cái này nó mấy chị đừng có chửi Thảo Nguyên nói thiệt. Cái này là người thật, việc thật á mấy chị. Ông Hào lấy ông chửi em nè. Rồi cái này là cái vali của anh. Đêm đêm. Đây là cái quần lót xịt nhật của Nam. Nhớ không? Đây. Mấy chị biết ông lấy rồi từ hồi nào mấy chị coi nè.
Nhìn kỹ giùm em nha, coi có miếng xù lông nè. Mấy chị nhìn kỹ giùm Thảo coi miếng xù lông nè không nha. Em lấy đại nha. À Tường đang là đi làm để gì? À xe sâm đất đi hả? Xe cơm đêm không? Rồi, ok chị Diễm Dương nha. Đây là mấy chị. Đây là sản phẩm mà tại sao em cứ nói mấy chị là sao mà có những loại nó rẻ hơn, Thảo không bán mà Thảo cứ bán loại mắc như thế này 25.000 cái. Nhưng mà bán xong rồi rất là tự tin mấy chị, rất tự tin. Ok chị Lý Trang. À, chết mặt người ta comment 99 bà ok đâu có đâu mày. Tại tao không thấy đường á, không có nghe tại tới bầu chết. Body ngăn này quánh nào sao tao mở không hả? Ghi giùm Thảo, coi như hôm nay chơi lớn nè. Cái này là từ 80-85kg đổ về, từ 50kg đổ lên. Đây chứng minh rồi em. Chị nó cũ rồi mà coi coi là có một miếng xù lông nào không? Chữ ôi dục ra để mất công. Chữ em nó bán đồ, lấy đồ bán rồi nè. Đây cũng nữa nè. Này cái lót 8.000 nè mấy chị, 7.900 em mặc nè mấy chị. Thiệt nó bạc màu luôn rồi mà em vẫn để đó. Không phải bạc màu gì, lâu quá rồi đem theo gom bạn nhiều khi mấy chị chửi chết mất thẩm mỹ đó. Đồ em bán em lấy mà đồ rẻ vậy thôi, cực kỳ dễ chịu, da tan mỡ luôn á hả. Hũ collagen không hiểu lần đầu tiên mua cái hũ để tên collagen. Cái hũ collagen chính là cung cấp collagen, gọi là tươi, độ tươi cho da, thì những trường hợp đó gọi là chống lão hóa, ngăn ngừa lão hóa, ức chế melanin. À, mấy chị ha, thì cái đó thường dành cho các chị sau sinh hoặc là sau tuổi 35 có dấu hiệu, những cái dấu hiệu đầu tiên của sự lão hóa da. Nữ cũng xịn sò rồi hả? Ok, à cái bọc xịt thôi giờ sao nhiêu đây không biết nha, 25.000 đúng không? Xịp nam 22 tại like này, xịp nam 22 tại like này giùm em. À Trang hết tiền rồi nha. Cái này không có cái bọc, tại quần này là quần cũ mà sao có bọc được. Ờ cái gì hũ nào ngày đó mà hũ nào đêm hũ nào... Trời ơi chị bé ba, chị cần ví dụ như bây giờ em dơ mẫu như thế này, còn nếu mà chị đã mua về rồi chị không biết thì chị inbox giùm tụi em nha mấy chị nha, inbox giùm tụi em để tụi em chỉ hình. Chứ bây giờ chị hỏi hũ đó hũ đó, hũ nào là hũ nào, em nói ờ hũ này hũ này, em dơ lên mấy chị không biết, tại vì hiện tại ở đây em muốn em đi mà đây em mới cho chị coi được. Nếu mà mấy chị đã mua rồi mấy chị chưa biết nó là cái loại nào thì mấy chị inbox lại cho tụi em để tụi em chụp hình, à, tụi em ghi rõ trên hình cho chị. Chứ bây giờ một ví dụ như không có hũ kem ở đây mà tự nhiên cái hỏi kem này, cái này là ngày nè rồi cái đêm là cái nào mấy chị cũng biết, mà em cũng không biết là chị đã mua chưa hay là chị chưa mua mà cần tư vấn đó, tư vấn nó khác. Còn ví dụ đã mua rồi mà không biết thì mấy chị cứ chụp hình gửi qua cho mấy bạn nghe. Rồi lên xịp nam 25 em xem mấy chị, 22 xịp nhật á nha, xịp nhật 22 nhưng phải ghi là 22, còn không ghi là tụi em sẽ tính giá 25.000. Ok, bốn cái chị Phương Quỳnh mặc không xù lông mà nó vô cùng dễ chịu. Nó nick này tất cả những cái quần lót của ông Hào á là hầu nè mấy chị. À, ổng giờ mặc cái này không mà không có mặc cái khác mấy chị. Dĩ An ở đường Nguyễn Du vì chỗ bán rượu xăm shop chị An. Dạ không chị Nguyễn Tiên ơi, cũng ở Dĩ An nhưng phải đường Nguyễn Du, chị em bán ở trong nhà em mấy chị nha. Không có một tí nào mà xù ra, đây là những cái quần lót mà đang mặc này mấy chị. Chị Kim Anh nè, ờ, bụng to lắm rồi. Chị Phạm Quy ok chị, ok chị Linh nha, mặc rồi mặc lại bình thường không được. Ờ, cái gì tẩy tới bầu chết mặc 250, tẩy tới mặt rết mặc 250. Bây giờ không biết xem cái nào trước. Ok chị Mỹ đóng ngô nha, tẩy tế bào chết mặt nó cũng giống y chang như tẩy tế bào chết này luôn, y chang luôn nhưng nó dùng cho mặt. À nó là thủy tinh, còn cái này là bằng nhựa như thế này nè, còn cái kia là bằng thủy tinh, nó xịn sò rất là nhiều. Chị Quyên xịp nam cho chị, à không xịp nam không 222 tháo lên đơn được. Chị Hồng Vân, chị Hồng Loan, xe sữa rửa mặt hả, để mở cửa rồi coi có không, để em coi cái sữa rửa mặt này luôn xe cho. Ủa Trang mày chưa gọi cho ông Thông á Trang? Mày chưa gọi ông Thông nó đem chai sữa rửa mặt để trước cửa phòng hả? Ờ tẩy tới bào chất mặt xài đã lắm. Ok chị Linh chích chè. Trang! Mày gọi cho ông Thông mày kêu lấy chai sữa rửa mặt để trước cửa phòng ra tao lấy. Rồi chị em đang để bên phòng cái bên.
Trời ơi, chà chà. Tao tưởng nãy giờ nó nằm trước rồi. Ok chưa? Còn tẩy tế bào chết mặt á thì mấy chị một dùng dùng một tuần dùng cho Thảo 2 lần. Một tuần dùng cho Thảo 2 lần. Mỹ phẩm nhà Thảo thì giá nó cao mấy chị. Cái này là em nói trước nha, mỹ phẩm nhà em là những cái hàng thật sự, mấy chị cứ coi nha, lô đáp đó là thật, chịu trách nhiệm. Gọi là em, tại vì nhiều khi là mấy chị tin tưởng Thảo nên là em có đọc tên công ty này nọ nhiều với mấy chị, cho mấy chị thấy công ty em cũng không phải nhỏ đâu đúng không, nên là bán cái gì giá tuy rằng cao nhưng mà phải có những sự đảm bảo gọi là chắc nhất cho mấy chị, là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chứ không phải là chỉ có làm trắng làm đẹp mà không cần quan tâm tới cái gì sức khỏe của mấy chị hết ha, tương lai sau này của mấy chị nữa. Giống phải bây giờ mình có thể đẹp 1-2 năm nhưng chưa chắc 5-10 năm sau mình đẹp mấy chị. Ok chị Hồng Loan nha, Sịp Nam cho chị Nguyễn Hiền xăm đắp đi chị, nhắn tin không trả lời hả, đang ấm im rồi quánh bại bển cho đâu còn ai nữa. Ông điện thoại ông Hà đang nằm ở trong tay tao rồi, ai đang bển không để mày. Quên, mày đã có biết số điện thoại của bố tao giờ sao tôi đi lấy chị Thủy, hiểu không, hiểu không? Bả nãy mới qua live stream tao bây giờ mất tiêu rồi. Chai sữa rửa mặt thôi bây giờ khỏi luôn đi, bán cho khách ruột luôn đi. Nè, đem cái khăn theo để ấy nè mấy chị, để thay cho khăn giấy luôn á, để lau tay với lại đi ăn đi uống gì nó dính á, đem để sử dụng luôn á. 19.000 xé xài đã lắm, có sale của gạo hả, không biết có năm sale hay không nữa, hay để có ngày mơi hôm nay sale hết ngày mơi lấy gì sale. Chờ đất ơi là chờ, có nguyên một hũ cơm trái ở bển luôn, cơm trái mớ về. Ok chị Thủy Nguyễn, trời ơi cơm trái 55, cơm trái hũ nửa ký đó 55.000 kèm cái hộp đó nhớ không, đem theo hũ ăn kìa, nó để làm mẫu cho mấy chị. Sẹp Nhật nó không có sai bao giờ hết, chị Tâm Phạm lần trước điện thoại tay bao sẹp Nhật Nam nó không có sai, chừng nào sẹp ấy kìa. Serum hả, thôi lên tẩy tế bào chết trước mặt, tẩy tế bào chết mặt trước cho mấy chị nghe. Chị nào đang thèm cái món cơm trái của nhà Thảo thì hãy comment cơm trái, cơm trái, cơm trái, cơm trái, nó về hàng rồi, nó về hàng rồi, em để bên phòng bên đây mất tiêu luôn rồi. Chị nhắn tin qua Zalo số 711 với chị ơi nha, hoặc là chị inbox vô trang đăng like giùm em nha, trong inbox trực tiếp cho trang đăng like. Ngày mai mấy bạn tới giờ làm việc mấy bạn kiểm tra cho chị ha, và mấy bạn coi hũ nào mấy bạn nói, kem đêm nó ghi chữ là collagen, kem ngải ghi chữ là GS3, nó có hình này nè, ở ngoài vỏ nó cũng có ghi á. Ăn cho chị ăn bình sẽ kem đêm luôn hả rồi xong chưa à. Cam trái khô gà bỏ toàn trộn với khô gà hơi bị ghiền nó mới chạy. Không thấy có em đọc ra cũng có hết luôn rồi. Đặt cơm trái hôm qua lận hả, giờ sao lấy được đây. Khăn cho chị Quyên, khăn cho chị Ngọc Nhàn, ok chị nha. Điện thoại em hả, giờ em gọi, à em gọi ai đây, em gọi ai đi, ai bên phòng ta, à biết đợi em xíu nha, em lấy cho mấy chị cái kia, đợi em xíu để em gọi bà gọi nghe máy luôn mấy chị. Ủa cao kê ở chỗ kìa, cao kê trong phòng rồi. Sao không gọi, không kết nối được, mạng yếu hay sao. Được rồi, để em xe tải tới bờ chết mặt cho mấy chị nha, đợi xíu. Nói nào qua lấy giùm chị hũ cơm trái bên phòng với chai sữa rửa mặt cá đó. Rồi rồi, trời ơi, gọi được rồi, gọi được rồi. Rồi xe 7 giờ quánh giờ cơm trái ok. Ủa mà tiền như sao có ăn chị Quỳnh Sự, ăn chị Ngọc Anh Phạm, ok sữa rửa mặt bên kia kìa bà nội ơi, sao bớt vậy chị Ngọc bên phòng bên kia kìa. Bây giờ em Thảo sẽ lên, bởi vì em Thảo phải nói trước tại vì mấy chị sẽ nghe sau sale mà mắc dữ vậy. Tại vì sữa mỹ phẩm bên em, mỹ phẩm cao cấp. Có gì ai xe xong đất nhé hả, căn chị Trinh Tiết, căn chị Nhi Đào, ok chị Ngang. Bình nước đây không có mẫu rồi, chị Ngọc Anh Phạm giá đỡ điện thoại ok. Rồi nó đã lắm mấy đà ơi, đem thêm viền, đem thêm ăn lắm mấy chị. Không, cái này là chuẩn đem theo ăn nha, nhưng hồi trưa là không có ăn biết sao không, nói thôi gán đi, gán nhịn đói đi để em biết chi không, anh tí ra hải sản
Ok chị ngọt lắm luôn. Ờ, em đang mặc mấy chị tinh. Ôi. Hay chưa? Có cái chị Linh Nguyễn nha. Đó. Vậy là có cái để ăn. Đó. Ngồi trên tàu đó, định ăn. Thôi em thích ăn cơm trái của nó à. Đúng rồi đó mấy chị. Nếu mà ai mà ghiền ghiền, mấy chị ngồi ăn hết thủ. Nửa cái lô. Ok chị Phạm trả. Xong đó thì đang đợi hả? Thôi. Đẩy tới bờ chết mặt à. 250. Ghi giùm em Thảo liền, tẩy tế bào chết mặt 189.000. Lên đơn liền. Tẩy tế bào chết mặt, ủ gạo, kem đêm, kem nám, serum 72 giờ và serum mụn. Xăm đất là Thảo ít sale nhất. Nên là bữa nào mà rảnh rỗi như vậy, em lên cho mấy chị kiếm đơn cho nhân viên em nghe. Lên đơn giùm em tẩy tế bào chết mặt 189.000 cho những chị nào chỉ áp dụng mua trên live stream này thôi, ngoài ra không lên đơn nha mấy chị ha. Rồi mực cán là cho chị sạc cơ chị ha. Còn nguyên cái hũ này chỉ có 55.000 thôi. Ok Vi nè, cái này một tuần sử dụng em 2 lần, ai cũng phải xài. Sở dĩ biết thế là mà không tẩy tới rồi chết, mà không sửa rửa mặt thì không nên xài mỹ phẩm luôn, tại vì xài chỉ có tẩy mặt ngoài thôi, không bao giờ thẩm thấu được ha mấy chị ha. Đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Nếu mà mấy chị xài mỹ phẩm mà mấy chị bỏ qua cái khâu làm sạch da, ví dụ như mấy chị không dùng sữa rửa mặt, mấy chị không dùng tẩy tế bào chết, mấy chị không nên sử dụng kem nữa, không có tác dụng gì cả. Ok chị sake ở cơm chát à, có gì tiết một chọc em. Ok chị Trinh tiết thôi la nhanh kệ vì chắc không đi đâu, không thấy gọi đó, không đi đâu á, định đi ăn kem đêm. Ok chị xong đặng, chị Phương Quỳnh, ok chị Ngọc Quỳnh. Em đang like ở đảo, con đảo mấy chị. Ok chị Nguyễn Hương. Em nói nếu mà em làm ăn được năm nào cũng ra đây một lần đó chị. Hồi nãy đứng ở ngoài Hàng Dương tự nhiên thấy người mình lạnh lạnh. Rớt ra sao? Cảm thấy nó có linh thiêng cái gì đó. Rồi đến trang Hàng Dương không hả? Ok chị Vi Mai. À, chị thích ăn khô gà. Không. Em thì em thấy cơm trái cộng khô gà ăn nó vừa vị hơn. Còn khô gà thì em lại không thích bán. Khô gà thì cũng có riêng luôn á, mấy chị mua thì 59.000. Nhưng mà thật sự nếu mà phối hợp với hai cái này ăn đỡ ngán rất là nhiều. Rồi ok chị Lý Trang. Bà Thảo hôm nay tôi đóng hàng. Rồi cái đó nhắn tin giùm Thảo. Ok Ngọc Nhàn. Chữ đọc không có nó hết, đọc nhiều quá rồi nó không thấy đường. Ok chị Như Ý Đen, ok chị Bé Ba nha. Giờ sản phẩm tiếp theo là gì để em nhanh em nghĩ. Rồi sản phẩm nữa mà. Ok chị Dương Dung. Em gặp đơn từ ngày hôm qua nữa. Ủa cơm trái cho chị Tâm Trần em, ok chị. Ok chị Thúy Nguyễn luôn. Có sale tăng mở nữa. Nữa hoài luôn á, hoài luôn á quỷ hà. Sữa rửa mặt thần thánh. Em dùng từ như vậy để cho mấy chị hiểu đơn giản là sao. Nè chị Cúc Thu ơi, chị biết là Thảo không lên đơn cho chị nữa mà. Chắc chắn rồi đúng không chị? Chốt tiệc rồi. Ok chị Lê Hà. Rồi em cắt hàng bơm của chị mà em buồn. Tẩy cái lộn. Sữa rửa mặt thần thánh, rửa một lần không thích trả về, bán lời không biết, lấy cái tiền lời, lấy cái tiền chiết khấu lại cho mấy chị. Nghe kỹ giùm em, xăm đất 520.000 và sữa rửa mặt 159.000. Rồi thôi nha, đọc nhiêu đó thôi nghe. Ok chị Thúy Phan, chờ sale kem đêm cả tháng này. Kem đêm là phải tư vấn nên là không có muốn sale cho mấy chị. Đây cần sale là nằm ở đây nè, mấy chị cứ kêu sale kem đêm hoài mấy chị. Sale kem đêm hoài, xâm đất 520, sữa rửa mặt 190, lên đơn liền. Rồi xong được chưa, 10:20 rồi mấy chị, em ợt nghe, bye bye mấy chị. Thôi được rồi, rồi có gì 12 giờ ngày mai em có rảnh em like cho chỗ kem ngày cho chị Nguyễn Hiền, xâm đất chị Ngọc Anh Tạm, ok chị nha. À, nhắn chưa thấy bà xem. À, có xem được đâu, cái điện thoại từ sớm giờ nó còn không có lên mạng được nữa nè. Chị Thúy Quỳnh ok chị, chị Sake ok chị. Hồi sáng em đi tàu 4:30 5 tiếng. Em vừa vô đất liền mấy chị nó có mạng một cái rồi. Làm gì á? Rồi cho chị Kiều Anh Hứa nè. À, tư vấn thì gọi điện riêng giùm em, hàng của cô gọi. Cô mai cô gọi điện hoặc cô nhắn tin giùm con nha cô. Nha cô mấy bạn coi đơn. Rồi Nhị Hoa là cho chị Thúy Thảo, cho chị Ngọc Anh đang ở ngoài.
không có ở nhà, không có biết được đơn, mấy chị cứ inbox giùm Thảo nha. Chị Thúy Kiều Ca cho xin số con trai chị Thúy Nguyễn, xin mặt chị Vi Mai, ok nha. 159 chứ không phải 1 năm. Có nghĩa là em lấy trước mấy chị 150 mấy ngàn, nó là 230 ngàn. Nghe mấy chị, 230 ngàn. Mà bây giờ em bán mấy chị như vậy, nhưng em có rồi, dù em bán giá nào đi chăng nữa mấy chị cũng sẽ được hưởng chương trình. Ok, chị Võ Cẩm Tú nhìn anh chị ở đây. Ôi, bà tiền mà không ghi giá này bà không được hưởng giá sale đâu, mấy chị không ghi giá gì hết trơn. Rồi, sửa giá đi tiền ơi, hai cho sửa rửa mặt cho chị Trần Lan Chi với cho chị Kiều Thúy Kiều Ca. Ủa, Thúy Kiều Ca mất Facebook hay sao phải không chị? Ok, chị Thúy Thảo nghe. Còn xanh đất chuyên điều trị mụn, tăng cường được cái phần gọi là tăng sinh tế bào, lúc cho da ai bị tổn thương, bị bào mòn da, bị nhiễm corticoid, mấy chị sử dụng nó như một thần dược, giảm nhờn, giảm mụn. Nhưng trong thời gian đầu, nếu da mấy chị bị nhiễm quá nặng hoặc là dưới da mấy chị quá nhiều mụn thì nó sẽ đẩy mụn lên. Nhưng đừng có nói là ủa sao trị mụn mà nổi mụn, nó không nổi là nó không trị được, mà nó nổi chính là nó trị cho mấy chị. Có nghĩa là ở dưới da của mấy chị bao nhiêu những cái thành phần gọi là bã nhờn, bao nhiêu những cái mụn viêm, mụn ẩn nó nằm dưới da đẩy lên hết luôn. Dung dịch vệ sinh em chưa có hàng chị. Ok chị Thanh Phương, chờ xe ủ gạo muốn chết, serum muốn chết, gì ai cũng serum muốn chết. Chị Hoa, chị Ngọc Hà, ok chị Thúy Kiều Cao, cái gì Cano Ga Hòn Bảy Mộ, cô Vân Linh Lắm. Dạ ok chị Tiên Phạm, em theo ông Hào à. Dung dịch vệ sinh em chưa có hàng, 159 ngàn, nhưng mà 195 sửa rửa mặt cho bà tiền là ok, lên kinh đêm luôn bây giờ. Mất Facebook phải không, cái tên quen quá trời luôn mà tự nhiên sao thấy nó lạ. Rồi xăm đất cho chị lửa chích trèo, ok chị, xăm đất 520 ngàn là xe mấy chục phần trăm luôn rồi đó mấy chị, giá của nó là 650, mấy chị nghe hết ngon đúng không, nói tại sao mà nó đen thù lùi như thế này, cái chai này nè, cái chai này đen thù lùi nè mấy chị, bữa em test cho mấy chị chai nâu đúng không, đừng quan tâm nâu hay đen gì cũng y chang như vậy. Rồi cho chị Lý Trang bởi vì hàng thiên nhiên mà, ok chị xong đặn bình lóc rồi cho chị Phạm Ngọc Hoa, ok chị ha, em gặp đơn bữa trước đó chị nè, đen mà trắng là đen là ở đây nè mấy chị nha, một sản phẩm đen thùi lùi nhưng sẽ làm trắng da cho mấy chị. Đương nhiên mấy chị da của em nó đẹp là nhờ em đẹp đâu, hồi xưa với bây giờ nó lệch một trời một vực, mà bây giờ mấy chị còn xấu như vậy. Em hỏi mấy chị hồi xưa cách đây khoảng tầm năm, mấy chị nhìn em mấy chị biết cái thảm cảnh của cái mặt em như thế nào, không có sữa rửa mặt, không có xăm đất, em không có ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay là vài bữa nó đỡ rồi, rồi sau đó em đi Đà Lạt về rồi em bắt đầu trải nghiệm cái nám. Thì nám là để đẩy được cái tàn nhang với cái đồi mồi ở đây mấy chị, cho nó đẩy ra, thì thời gian này nó đang đậm màu hơn. Mấy bữa mấy chị mặt của em còn dữ dội nữa, nhưng mà thời điểm này nó vẫn còn, nói chung là nó vẫn còn đỡ đỡ mấy bữa nữa. Tại vì mới xài có một tuần lễ thôi mà bắt đầu nó sậm da lên rồi, nó đẩy, nó đang đẩy với mấy chị, nó đang đẩy những cái nguyên nhân gây ra nám ở dưới da của mình, còn tối ít nằm dưới da của mình, cái sắc tố đen nó nằm dưới da mình mấy chị, nó đang đẩy lên. Ok chị Oanh Lê Lê nè, ok chị Kiều Anh nè, ok chị Tiên Phạm xong đất cho chị Mỹ Chim, ok chị nha. Không biết nó có nhận đơn hay không nữa, cái gì với bà Hằng. tôi đang ngoài đảo bà Hằng, mà bữa nay trời yên mây mây tạnh bà ơi, bữa nay là sống không có sống gì hết trơn á. Đơn hàng không biết có nhận ta mà sao nó chạy kiểu này ta, mai chắc bị rối đơn hàng hết quá. Đâu có cho in đâu, đợi Thảo xíu nha, nó đâu có cài in đâu, mấy in thêm luôn, tắt mấy in rồi mà ta. Tắt mấy in rồi mà sao nó báo in hoài trời. Xe kem đêm hoài, xem đất cho chị Thị Mùi nè. Tặng cái gì đó hoa khác á bà, cái sách vỏ chồng chờ mua cái gì, ê nay xách cái vỏ chồng chờ mua. Thôi bảo bà nói một hồi tôi không like được luôn á, tôi một tôi cười hoài luôn á. Ok chị Nguyễn Trang nha, chứ có nhận đơn ta mà nó cứ quay mòng 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 như thế này ta, ngày mai chắc phải cầm nhận đơn lại quá. Giờ em xéo gì cho mấy chị đây, thiệt mấy chị nói nhiều món quá, lên tăng mỡ. Tăng mỡ biết có mặt ở đây không? Tăng mỡ em để trong khu nào còn không biết nữa. Có, sếp nó có đem tăng mỡ theo. Đây đây, tăng mỡ đây. Trời ơi. Em đem cái cây này theo nè mấy chị. Em cũng biết cái máy giờ nó có nhận đơn mấy chị hay không nữa. Mệt ghê không? Ngủ sớm đi hả? Nay ngủ khách sạn. Giờ đâu rồi? Xịp nhập cho chị Ngọc. Đâu có đâu.
mấy bà chị bả nó tí nhậu giờ nhậu nhạt giờ tan mỡ 300, bây giờ lên tan mỡ 179.000, lên đơn liền cho Thảo, không suy nghĩ ngang nhanh rồi em ợp đây mấy chị dễ rồi. Bộ serum mấy bà ơi, hoa serum không lên đâu, lên xe ủ gạo. Mà em nói thiệt á mấy chị, em nhận đơn đây mà em hồi hộp quá à, sao nó không có chịu nhận đơn đây nè, không biết là do nó mạng nó chậm hay sao quá vậy Hoa, nó không chịu nhận đơn, ngày mai Thảo phải nhận đơn lại cho mấy chị. Ủ gạo mà em không có đem mẫu theo nó hết trơn rồi nè, khổ ghê luôn á mấy chị ơi, đây serum luôn. Serum về serum 72 giờ đúng không, thôi để mơi đi bộ đã mấy chị nè, form lắm. Giờ sao nhiêu thả tim đó, em không đọc được mấy chị coi nè, nó đang bực bội ghê á, bên đây mạng nó yếu mấy chị, mạng nó yếu á. Tan mở chị Lê Trúc nó quay không à, đọc tên hết á chị ơi, mai không có thì mai gọi điện hỏi giúp em, tại biết sao không, máy của em giờ không coi được, giá đỡ chị Trần Lan Chi nữa, nó quay như trong trống á chị thấy không, nó mới có đỏ đỏ là nó đang không chịu nhận đơn, rồi mai không biết xử lý đơn sao nữa. Em mở chị Ngọc Anh Trần cho em xin số điện thoại liền, ồ giờ nó còn quay màu màu, nó đỏ đỏ luôn chị thấy không, biết nó có nhận đơn ngày mai em phải lên hệ thống lại. Rồi chị cho A Ngọc Anh Trần tăng mở 179. Rồi ủ gạo em xem cái nữa em ợp nha mấy chị nha. Ủ gạo xem cái nữa tao ợp liền. Nhiễm hoa người Tây cho chị Thanh Danh nữa, ok chị, mấy nó có nhận đơn hay không thì không biết sale nhiêu, 280.000. Sale luôn tăng tặng luôn cho mấy chị 190 luôn. Chịu không? Ok chị Thanh Danh, không nhận đơn. Mà nếu mà nhận rồi mai nhận nữa nó ra tiếp ở đóng. Chứ không? 190.000 và offline luôn. Serum 72 giờ với ủ gạo, mai em like cho, ở lộn với ủ mặt. Mai online mấy chị. Giờ lên đơn cho Thảo ủ gạo, có nghĩa là body xài ban đêm. Đang mở cho chị Liên, body xài ban đêm. Vừa thơm, thẩm thấu, làm trắng da, cấp ẩm cho da, mềm, mịn, mướt da. 258 sale 190.000. Rồi thôi nghe, chạy ra đi ngủ nè. Còn rất là nhiều món mấy chị ơi. Nhưng mà thôi được rồi, để ngày mai cho nó làm đơn lại. Nhiều lắm, đem theo cả tủ à, khó quá nên nhiều hàng bơm, đâu có nhiều hàng bơm. Chị Thủy Bích á, là chị nói shop em gửi hàng cho thành phố Hồ Chí Minh, đơn hàng của chị á là người ta không bán lại cho chị. Chị nhìn giùm em nha, tại em không bán lại cho chị nên chị nói như vậy. Em cho chị coi cái này, quên điện thoại của ông Hào đang like. Để tí em đăng hình cho chị coi. Em tức quá không nãy giờ em thoát like em chụp hình nha. Tỷ lệ bơm của Thảo là 2.08% và vừa mới được xếp vô một shop trong tất cả các shop tại Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ lệ đơn thấp khủng khiếp. Người ta thấp là 5-7%, 800 shop nhiều 18-19%, shop Thảo là 2.08%. chị sao người ta mới không bán, em không có hàng bơm nhiều, hàng bơm của em rất là ít. Rồi chị vậy người ta không bán, chị kêu người ta khó rồi kêu là nhiều hàng bơm. Ở đây em Thảo không muốn gẹo chọc gì trong cái thời điểm này, nhưng mà chị nói vậy chị phải biết suy nghĩ lại. Thiệt, suy nghĩ lại. Mấy chị mua hàng mà đến nỗi mà tụi em không bán cho chị là như thế nào? Đơn hàng đi giao trên thành phố Hồ Chí Minh, chị báo với shop Thảo là giờ lâu quá rồi chị không nhận nữa. Thì khi mà livestream thì em thấy như vậy, em mới nói là vậy thì chị gọi điện lại cho shop em đi, cho mấy bạn nhân viên coi đơn hàng của chị như thế nào, mấy bạn giải quyết à, để coi là có thật sự là như thế hay không, hay là như thế nào, để mấy bạn căn cứ vô cái đơn hàng của mấy chị đã gửi đi rồi để giải quyết cho chị. Thì chị, em có biết chị có nhắn tin hay gọi điện gì hay không, nhưng mà khi mà chị nói câu đó thì nó có nghĩa là mắc cỡ cho chị chứ không mắc cỡ cho em. Tại vì thật ra là
đơn hàng của em nổi tiếng là đơn hàng bơm ít, khách hàng thảo lọc rất là chắc lọc rất là nhiều, ai muốn mua thảo bán, ai muốn mua thảo bán. Nếu mấy chị đã bơm hàng thảo muốn mua lại, thảo vẫn bán, nhưng với điều kiện mấy chị gọi lại cho nhân viên em, nếu những cái lý do của mấy chị hợp lý thì bọn em vẫn bán lại, hoặc là mấy chị có một lời xin lỗi nào đó thì tụi em vẫn bán lại. Nhưng đối với những người người ta có cái tinh thần đó, tại vì mấy chị lừa, mấy chị mà bơm hàng của em có nghĩa là mấy chị lấy tiền của Thảo, lấy công sức lao động của cả một tập thể nhân viên nhà Thảo, thì Thảo có quyền không bán lại, đồng tiền của mấy chị bỏ ra nhưng Thảo vẫn chê, có nghĩa là không có xứng đáng để Thảo nhận. Nhưng mà Thảo nói là nếu mà chị đã bơm hàng rồi chị cứ gọi điện lại cho nhân viên em. Thì mấy bạn, nếu mà mấy bạn cảm thấy cái lý do của mấy chị ok, hoặc là dù không có lý do ok mà mấy chị xin lỗi tụi em một tiếng thôi, không cần mấy chị đền bất cứ 1.000 nào cả, bên em vẫn bán lại. Chứ đừng có nói vô bán khó quá mà bơm nhiều. Nếu mà bơm nhiều, tí em chụp cho, em gửi cho chị Thầy Bích, chị inbox vô trang Thảo Võ đi, Thảo sẽ gửi cái danh sách bên giao hàng tiết kiệm cho chị coi. Thậm chí bên giao bên bưu điện cho chị coi. Thảo là thuộc, không phải thuộc top mà là một shop, chứ không phải là trong top đó nữa, mà job duy nhất với tỷ lệ đơn là 2.08%, thấp nhất tại vì em tạm chưa dám nói Sài Gòn đó. Chị Trinh Nguyễn, chị là Bà Tiền nè, Hân nè, Sương Hoàng, ok, chị Bé Ba, trời ơi, chị Kiều Anh Hứa Hai, Tăng Mở, chị Thúy Nguyễn luôn, không có lời gì diễn tả luôn, chị ngọt lắm, ok, chị Quang Nga, ok, chị Nguyễn Hân. Mấy chị bơm hàng vô, mấy chị không biết xin lỗi người ta, mà mấy chị còn nói này nói nọ, thì em hỏi là có xứng đáng để Thảo thả bơm ra để bán lại không? Đây nè, nha chị ha. Đây, chị nằm trong danh sách bơm hàng. Và như thế nào? Ngày 8 tháng 9 báo bưu tá đã nhận đủ đơn, nhưng shop gọi thì nói shop đã báo không gửi hàng cho Hồ Chí Minh, thôi tôi không nhận đâu. Chị ở địa chỉ 18 Võ Văn Vân, Tân Tạo, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng không chị? Có nghĩa là chị nói với bưu tá là nhận đủ đơn, nhưng shop gọi là chưa có nhận hết đơn. Thì chị nói là tại gửi hàng cho thành phố Hồ Chí Minh, không gửi cho thành phố Hồ Chí Minh được thì thôi tôi không nhận đâu. Mà trong khi Sài Gòn lúc đó tháng 8, tháng 9 là mấy chị biết tình hình dịch bệnh nó như thế nào. Nếu mà mấy chị vẫn như thế thì người ta không bán lại cho mấy chị. Đừng có vô nói tầm bậy. Thảo không chửi, Thảo không chửi nha. Ok, chị Thúy Nguyễn nè, ủ gạo, ok chị Thúy Nguyễn. Nhưng mà nói gì biết nghĩ giùm em, để mất công rồi Thảo nói lại rồi người ta nghe rồi chị cũng mất cỡ. Tại vì thật ra là Thảo không có cấm chị mua lại. Chị em cũng báo cho nhân viên của em là nếu mà gọi điện cho nhân viên mà xử lý được đơn hàng bỏ qua được thì bên em bỏ qua. Mấy chị có bơm 10 đơn Thảo cũng không xin lấy lại 1.000 nào tiền của mấy chị cả. Nhưng mấy chị mà có một lời xin lỗi một tiếng để cho tụi em biết là mấy chị có cái tinh thần mua hàng, mấy chị có biết một gọi là thấu hiểu cho tụi những người như tụi em bán hàng thì tụi em bán lại, chứ đừng có dùng từ khó quá. Tại chị bơm nó không bán chứ không phải tụi em khó. Nếu khó thì tụi em nghĩ bán cho rồi, tụi em bán đắt, tụi bán ế mới sale như thế này. Và bán ế nó phải ngồi đây, đang ngồi, đang ở một nơi rất là xa, không phải ở nhà mình mà vẫn ngồi live. Thảo hy vọng là những chị mua hàng có trách nhiệm nha, mua hàng có trách nhiệm, chứ đừng nghĩ là mấy chị bỏ ra để mấy chị mua một vài đơn rồi mấy chị muốn nhận xét shop người ta như thế nào. Mấy chị nhận xét tụi em, đương nhiên bán hàng là mấy chị được quyền nhận xét, nhưng cái nào nói đúng thì nói. Còn mà nếu đã ảnh hưởng tới kinh tế của tụi em mà còn nói gieo tiếng này tiếng kia ở trên livestream không đúng sự thật, thì Thảo sẽ đọc những lý do địa chỉ số điện thoại đó. Mấy chị cứ gọi coi hỏi coi chính xác với những lý do như thế hay không mà chị ha. Và lúc nào Thảo giải quyết trên live Thảo cũng nói rồi, Thảo xử lý, họ không bán Thảo cũng báo trên live. Nhưng Thảo nói rất là bình tĩnh nè, nếu đơn hàng của mấy chị gặp trục trặc, mấy chị vui lòng gọi điện thoại lại cho Thảo, nhân viên nhà em sẽ coi đơn mấy chị và xử lý nha. Chị Thùy Bích, Thùy Binh gì ơi, mình có nghe được không? Rồi, hai cha chị Ngọc Yến Nguyễn, sữa rửa mặt, ủ mặt. Sữa rửa mặt thì lên 159 rồi, còn ủ mặt là chưa có lên. Em không nhận đơn được, nó quay rồi mấy chị. Mấy chị bơm mà em còn không chặn chị ấy, nghĩa là em không quan tâm tới chị. Nhưng mà nhà em vẫn xử lý cho mấy chị mà. Đang đi chơi ở đâu vậy? Ở Côn Đảo. Em đang ơi, con Côn Đảo. Đây, còn mấy món nữa chưa like nữa nè, quá trời luôn. Rất là khó chịu mấy chị.
Nói gì để ý cho mấy bạn này mất thời gian. Thảo kem đi 399.000 lên đơn liền đi. Để em chặn cái chị này chứ gì á. Tao không chặn luôn đi, giờ xin Thảo tao cũng không bán lại nữa, mất công. Ủa mà nó không cho mình chặn mấy chị, nó mất luôn cái tin nhắn à. Em ít chặn khách, hầu như em bao giờ chặn khách. Trời ơi em đang quay cái gì vậy? Đường hạnh cũng okay. Ủa nó không cho mình chặn ta. Siro, không siro nhà. Em vừa sạc pin em vừa bán luôn. Trời ơi, kem đêm trái Thí Nguyễn. Kem đêm 500 sale 399 lên đơn. Ok chị Diễm Dương, lên đơn liền giùm Thảo cái. Em biết cách chặn, không phải chặn, biết ngu lắm. Ok cho chị Hồng Loan Phan Thị. Trời ơi đất ơi, serum 520 lên đơn đi. Trời ơi, kem đêm phải sử dụng theo chị chỉ nha Trang, không phải ai cũng sử dụng được đâu. Ai cũng sử dụng được mà phải sử dụng theo liều lượng nha. Ví dụ như mấy chị mà da của mấy chị ok rồi, mấy chị xài nhiều kem đêm. Có nhiều người á ham xài kem đêm á, kem đêm nó thơm á, mà thẩm thấu đã lắm, sáng xài xong mặt đã lắm. Nhưng mà mấy chị nhớ rằng 3 tháng mới hết được củ kem, xài 2 tháng hoặc 1 tháng nhiều bà ghiền tha vô nhiêu, thẩm da vô tha nhiêu, nó thẩm da vô nhiêu, nó không có bớt, nó không có chỗ nó đã lắm nên mấy bà ghiền. Ok chị Ái Thúy, ok thì ngọt lắm, serum tranh thủ giữ. Chết rồi Trang ơi, cái này chắc ta không xử lý được, ngày mai phải vô nhận đơn trên máy tính quá à. Nó cứ tóm cái nó có vô đơn hay không nữa chứ. Serum 72 giờ nha, 520, 6,5, 520. Ok chị Quỳnh Sự, chờ nãy giờ. Nhưng mà kem đêm phải xài 3 tháng mới hết một hộp nha. Xài mà thấy nổi mụn 2-3-1 ly ti là bắt đầu 2 ngày sử dụng một lần. Nhưng mà sau sinh hoặc là sau 35 tuổi nha. Sau sinh nếu mà mấy chị sinh hai đứa mà da của mấy chị nhớ những dấu hiệu bắt đầu mấy chị sử dụng kem đêm, còn trẻ quá là không nên sử dụng kem đêm, hoặc là chưa sanh con là không nên sử dụng kem đêm. Ok chị Ngọc Ý Trần Thị nha, chưa sanh con mà chưa sinh, có những người ba mấy tuổi cũng chưa sanh con, nhưng khoảng tầm 30 tuổi trở lên thì mấy chị hãy sử dụng. Ok chị Kiều ok chị Kiều Anh Nguyễn ngang à, chờ nãy giờ cái máy của em nó điên điên, nó không chịu nhận đơn thì con gầu ghê luôn. Thôi em nghĩ đây mới chạy, cũng còn rất là nhiều sản phẩm có đem theo nhưng mà thôi nay vừa vừa phải thải thôi nghe, nay nhiều quá rối loạn đội hình. Còn này nữa ô còn nhiều mấy chị, thôi em ở đây bye bye mấy chị đó. Em đem theo nhiêu đây, em chưa sale hết cho mấy chị nha. Thôi đi đây đi, để nhiêu đây. Trời ơi đây ông nội cha ơi, nó nằm ở đây tôi cũng thấy có đem theo luôn. Trời ơi là trời, cái này là tẩy tế bào chết mặt nè mấy chị, để em đánh cho mấy chị coi. Trời má ơi cái tay tôi sạch ghê. Rồi ok lê cát nè, tẩy tế bào chết mặt á nè, đánh vô nè. Nám không sale được, nám đảm bảo em không sale được cho mấy chị thường xuyên được. Nám là 950.000 nè mấy chị ơi. Trời ơi đây cái da vậy đó, là biết sao mà nó sạch cho được. Cái da vậy đó là tha cái gì. Ok chị Kiều Anh Búa, ok chị Trần Trinh. Rồi mấy chị cứ khiếp không? Có đem theo mà không nhớ nè. Mấy chị nhìn nha, em rửa cho mấy chị coi. Đây là mặt nha, tại mấy em xài tay cho mấy chị coi đó. Đây nè. Trời đất ơi, ghê gớm không nè. Bữa này là bữa bị thương đó. Bữa Tết đóng hàng cho mấy chị bị thương đó. Mà bữa nay nó còn chưa hết nữa. Rồi đó, nhìn là dày sao mà sạch được. Dày sao mà hỏi mà xài cái gì mà nó thẩm thấu vô da được. Ghê quá đi. Đúng. Rồi thôi bye bye mấy bạn nha. Mạng yếu lắm, ở ngoài đây mạng yếu dữ lắm mấy chị ơi. Nó không có thẻ như kia. Ủa mặt 260 một Ý Nguyễn thôi. Ủa mặt 26.000. Ừ. Để đi rửa tay. Ủa mặt 26 chục.
tẩy tế bào chết cà phê, tẩy tế bào chết mặt là 250, hồi nãy sale nhiêu 189.000 đúng không? Rồi hết rồi đó men. Cam nám là 950. Rồi cam đêm lâu lâu sale một lần nha. Cam đêm sale bữa sale đó, bữa sale một lần rồi đó. À cam đêm là nha. Quên. 399.000. Ở dơ tuổi già yêu mày nghĩ nha mấy chị, mà ăn đây yếu lắm, em buồn ngủ mắt em sờ xuống luôn. 11 giờ rồi còn đi đâu nữa, ta ngủ nước rồi đi đâu nữa. Thôi em cũng đi ngủ đây, bye mấy chị nha. Ok chị Thị Mùi gọi điện thoại chị Mỹ Chiêu, rồi bye mấy chị, mai gặp.